Ủa, Hoàng Thiên, vô đi con. Con chào ba mẹ, chào anh hai. Dạ, con xin phép chào cô chú. Ừ. Chào anh Lá Cà. Sao con biết tôi là anh Lá Cà? Không những biết mà còn ngưỡng mộ anh hai lắm luôn á. Dạ, con có ít quà gửi biếu cô chú. Để đó đi con. Ngồi đi. Ba. Ừ. Con gái của ba ở ngoài cực khổ lắm luôn á. Ai kêu cô cãi lời ba mẹ chi? Rồi giờ than khổ. Cũng may nha, là có ông Hoàng Thiên nó ôm ba lô về giùm đó. Không á là ôm ba lô ngược rồi. Mẹ, mẹ xinh đẹp, khoan dung. Mẹ độ lượng cho con được không mẹ? Bữa nay á dắt người ta về ra mắt cho nên á mới nịnh nọt xuống nước với tôi. Chứ tôi nhớ hôm bữa ai hùng hùng hổ hổ lên đòi dọn đồ ra khỏi nhà ở riêng mà. Bây giờ sắp lấy được chồng rồi đó, sắp được ở riêng rồi đó. Mừng chưa? Hai mẹ con nhà này là vậy đó. Dạ. Chuyện cậu với Hải Yến là sao? Thật hay giả vậy? Dạ thật ra là vì dạ con nghĩ là chuyện của con với Yến thật hay giả trong thời gian sắp tới chắc chắn là cô chú sẽ biết. nhưng tôi muốn biết ngay bây giờ. Hải Yến là con gái cưng nhà này, muốn cưới nó cũng không có dễ đâu. Dù nó bị hủy hôn một phần là do cậu, nhưng nó đáng được tôn trọng. Cậu không cần phải tỏ ra là người phải chịu trách nhiệm đâu. Dạ, thưa chú, con tuyệt đối là rất tôn trọng cậu, rất là tôn trọng cậu. Yến, dạ. Hồi nãy mẹ nghe con nói á là vì con muốn gì hả? Dạ, thật ra là à, chuyện là vậy, vì con muốn đám cưới với Hải Yến, cho nên con đã quyết định cầu hôn cổ. Thì biết là cậu muốn cưới Hải Yến cho nên cậu mới cầu hôn nó, nhưng mà nó vừa mới bị hủy hôn đó. Bây giờ mà tổ chức lễ cưới liền, người ta dị nghị kỳ lắm. Dạ con đợi được. Thưa cô, con đợi được, bao nhiêu lâu con cũng đợi được. Dạ, con nghĩ là qua cái chuyện này thì Hải Yến cũng không dính tới những vụ kiện tụng nữa, cho nên là con đợi được. Dạ. Cậu bản lĩnh lắm. Xem ra em gái tôi đợt này á sẽ không bị thiệt thòi. Sao cả nhà vui mừng quá vậy? Như là gả bán được con vậy. Con không muốn lấy chồng đâu. Nè nè. Dạ. Con nhận lời cầu hôn của người ta rồi mà nói gì kỳ vậy? Bà nội của Hoàng Thiên cũng gặp ba mẹ nói chuyện rồi. Bà đã đưa ra một lời đề nghị rất hấp dẫn cho hai bên. Trời ơi, sao nhanh dữ vậy? Dạ con xin phép. Dạ con nghe là nội. Hả? Đưa cô về gặp nội liền hả? Dạ dạ con biết rồi nội. Dạ nội con muốn gặp Hải Yến. Con xin phép cô chú cho con đưa Hải Yến về gặp nội con. Sao chạy xô nhiều dữ vậy? Đi đi, đi sớm về sớm nghe. Dạ thôi con xin phép hai bác. Đi, đi 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 đi. Mình đi đi. Đi. Dạ. Để nội trong. Dạ. Ê, để cái ba lô lại. Tí xíu nữa con đi xong con về con dọn phòng. Phòng của con còn để yên nguyên, mẹ không có thèm dọn đâu. Thưa ba mẹ con đi. Dạ, con đi. Cô chú con đi. Đi nhanh ra cả. Bye. Con tưởng ba mẹ sẽ có màn tra hỏi dữ dằn lắm mà sao yếu xìu vậy? Lý lịch ba đời của nhà Hoàng Thiên ba con đều nắm rõ trong tay hết, cho nên không cần phải tra hỏi gì hết, con yên tâm đi. Tôi thấy hai đứa này có gì đó không đúng. Nhưng thôi, cứ để thời gian trả lời đi ha. Honey ơi, cục cưng của Honey dắt cục cưng của cục cưng về cho Honey gặp mặt nè. Ba, sao ba lại ở đây vậy? Là ba á? Đây là nhà bà. Còn cái đứa mà con đang nắm tay nó là cháu nội của bà. Ủa, nội với cổ biết nhau hả? Chỉ là tình cờ thôi,
nhưng mà là tình cờ tốt. Để khi nào rảnh là nội kể con nghe ha. Gặp con là rất là vui vì con đã trói chân được con ngựa bất kham của nhà bà. Nghe nói là Hoàng Thiên có dẫn con về thăm mẹ nó. Vì con là một cô gái tốt cho nên bà ước làm sao tương lai con có thể là cháu dâu của bà. Dạ con. Dạ con còn nhiều thiếu sót lắm, con mong bà chỉ dạy cho con. Con thiếu sót cái gì bà bù cho. Thiệt, tuổi trẻ mà làm sao không có sai lầm, rồi không có bị chuyện này, rồi không có bị chuyện kia. Nhưng mà miễn sao mà hai đứa mà vui vẻ hạnh phúc là bà vui rồi. Con biết không, cái cậu này nè, ai cũng nói là nó bất trị, nó bướng bỉnh. Nhưng mà với riêng bà, nó cá tính và nó rất là độc lập. Thật ra hồi nhỏ là hiền lành lắm, rồi tình cảm lắm á nha. Bây giờ mà làm sao mà con giúp cho nó quay trở lại cái tánh như hồi xưa là bà mừng, bà vui lắm á. Dạ. Dạ. Ê, quên, hai đứa ở ngoài này nói chuyện đi, để bà vô trong bà nói với chị bếp á, làm món ngon để đãi con. Có khách quý mà, phải nhớ ở lại ăn cơm với nội nghe ha. Dạ, dạ. Con cảm ơn nội. Nè, bà nội anh đáng kính như vậy, trời ơi, tôi cảm thấy có lỗi với bà quá à. Mệt quá, bà nội tôi nói rõ ràng vậy rồi, thiếu cái gì bà nội bù cho. Bà nội tôi chơi đẹp vậy rồi, cô phải chơi đẹp lại với bà nội tôi chứ. Bà nội tôi thiếu cái gì cô phải bù cái đó. Thiếu cháu dâu đó bù đi. Bù cái đầu anh nhá, tới giờ này còn giỡn được nữa. Nói thiệt chứ giỡn rồi nào, nói thiệt. Thiệt không hả? Ê đau nha. Đau cái gì mà đau, không những bóp cổ anh luôn ấy. Ê bóp cổ anh đau. Bù nè, bù nè. Đau. Hoàng Thiên, anh làm cái gì vậy? Ê, mới về hả? Trời ơi, trời ơi, lâu quá không gặp, nhớ anh quá trời luôn. Buông ra coi. Không. Ê, nãy ngoài sân bay nó có làm không vậy không? Tôi đâu có diễn phúc đó. Nhỏ này, ý tư chút xíu coi. Nhà có chị dâu tương lai tới kìa. Gì? Gì mà chị dâu tương lai? Em mới là vợ của anh mà. Anh đừng có nói em mới đi có mấy năm mà anh dắt người khác về làm vợ nha. Nói gì mày bà vẫn nhỏ này, giỡn hoài, chị dâu hiểu lầm bây giờ. Để giới thiệu đây là chị dâu... Nội! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Cháu gái đáng yêu xinh đẹp tuyệt trần nhất trên đời của nội đã về rồi nè! Sao mà càng ngày càng xinh đẹp hơn vậy nè con? Trời ơi, con nhớ nội quá, nhớ bà, nhớ tất cả mọi người luôn! Trời ơi, khỏe nha! Dạ. Khỏe phải không? Con khỏe! Con nhớ anh không? Chút chút thôi! Ông biết nó về còn giấu tôi đúng không? Tôi mà ông cũng giấu nữa hả? Không phải tại nó đâu, tại nội đó. Nội muốn giữ bí mật với mọi người trong gia đình. Tiếc là bữa nay ba không có ở nhà để đón con nè. Nhưng mà con á nha, con gặp anh con mừng là tay bắt mặt mừng thôi, không có hôn kiểu tay vậy. Chứ không thôi chị dâu tương lai buồn sao? Gì vậy nội? Chị dâu tương lai của con đã cưới hỏi chưa mà chị dâu tương lai nội? Con, anh hai của con nói á, anh yêu ai phải đợi con duyệt anh mới yêu. Hoàng Quanh, em cập nhật tin tức gì kỳ vậy? Anh trai của em cầu hôn người ta hôm qua đó, được dân mạng khắp nơi livestream. Cái gì? Cầu hôn livestream hả? Trời ơi, mấy cái chuyện đó mọi người cũng tin đó hả? Đó chỉ là đóng kịch thôi. Con, hôn nhân không phải chuyện đùa nha. Nội, nội quá hiểu anh hai của con mà. Anh hai của con nổi tiếng sát gái. Anh là toàn quen là người mẫu, diễn viên, hoa hậu nè. Một năm anh thay bạn gái đến 80 lần là cái cô... Bớt nói đi. Cái cô này hả? Ồ, cũng cao quá hả? Người mẫu hả? Muốn gì vậy? Muốn nhiều hơn hai tôi để nổi tiếng hả? Hay muốn đổi đời? Nè, anh hai của tôi á, nhìn vậy thôi chứ keo lắm, không cho gái tiền đâu. Cô tin cô nói thêm một câu nữa tống cô lên máy bay đưa về bển không? Em thách anh luôn á, có bà nội bảo kê cho em, thách anh dám làm gì em. Hoàng Quanh, anh trai của em mới đúng đó. Anh trai của em có thể làm nhiều chiêu trò để nổi tiếng, nhưng chưa có chuyện cầu hôn. Thôi thôi thôi, mấy cô cậu trẻ đủ rồi nha.
Bếp ta làm thức ăn xong rồi, đang nóng sốt trống. Đi vô ăn cơm. Dạ, để con đưa nội vô nha. Tôi đã nói từ từ tôi trả. Mà làm gì mấy chú cứ theo dõi tôi hoài vậy? Tiền bạc chứ có phải rác đâu mà ông bảo gom từ từ như con bia chai. Giờ ông có tính trả không? Số tiền lớn quá, bây giờ tôi biết sẽ sợ ở đâu được. Tại sao lúc ông ăn thua sát phạt, thiếu tiền, ông van xin năn nỉ vay tiền, bây giờ ông tính chuồng hả? Mấy chú cho vay nặng lãi cắt cổ quá. Bây giờ tôi chỉ còn cái mạng nè, mấy chú cũng làm gì làm đi. Ông tưởng tụi này không dám làm gì hả? Bây giờ ông có trả tiền hay là xin ông chút tiếc? Tôi hỏi lần cuối. Trả không? Tôi trả. Wow, trời ơi, toàn mấy món con thích thôi mà nội. Nội, kỳ này con về con ở luôn. Mỗi ngày con sẽ ăn 3 món đặc sản của quê hương mình để mà bỏ công thèm thuồng bữa giờ. Sao, nhìn đồ ăn ở nhà là khoái chảy nước miếng rồi đúng không? Làm gì có chỗ nào ngon hơn nhà mình được. Đương nhiên rồi, nhưng mà đáng lý ra kỳ này con còn đi chơi nữa. Nhưng mà con biết là sắp tới thượng thọ 80 tuổi của nội rồi, cho nên con tức tốc bỏ hết tất cả công việc kia để về liền. Rồi thấy có đứa cháu gái nào hiểu chuyện, đáng yêu, dễ thương giống như con không? Trời đất ơi, nó về sớm có mấy ngày à, mà nó kể công quá trời. Mà cũng may á, nếu mà con không nhắc nội không nhớ là có sinh nhật bà nội này đó. Nội nội, con tính rồi, kỳ này con sẽ nói ba mình sẽ mướn một cái khách sạn mà lớn nhất ở cái thành phố này. Xong rồi mình sẽ đãi sinh nhật cho nội, mình mời khoảng chừng 1000 khách thôi nội, ha. Thôi đủ rồi con, đủ rồi con. Nói cho mấy con biết là nội 80 nha. Cái tuổi 80 á con, nó quan trọng với một đời người lắm á. Lạ trễ người ta để ý dữ lắm á. Thế nào người ta cũng nói, ủa sao còn bà già 80, bà còn đang ở dưới kìa ta. Để cho nội ở lại, để nội còn ẵm chắc của nội. Không phải là một đứa mà là hai đứa. Đó, nội ẵm nội hung đồ cho nó đã cái con. Nội, sao mấy giờ mình cứ tổ chức linh đình đi nội. Nhưng mà đến lúc mà mình cắt bánh kem á, dụ thay vì mình cắm số 80 thì mình cắm số 8 thôi, cho ông bà trên không biết. Được không nội? Lừa dối ông bà luôn đó nội. Thôi nội cứ yên tâm đi nè, con hứa với nội con sẽ ráng làm nhanh nhanh để kiếm chắc cho nội ẵm bồng nha. Cảm ơn con. Nội nghe câu đó nội chịu đó. Anh hai, sẵn tiện đây ngày mai á, anh chở em đi shopping đi. Em muốn mua một số đồ. Mai anh bận rồi. Vậy thì ngày kia. Ngày kia cũng bận. Vậy thì ngày kia mấy cái ngày trong tuần á. Nguyên tuần này anh bận, nguyên tháng này anh cũng bận luôn. Anh vừa phải đi làm, anh vừa phải lo cho chị dâu của em nữa. Thời gian đâu chở em đi. Ủa gì kỳ vậy? Hồi xưa lúc nào anh cũng chở em đi mà sao giờ anh không chở? Hồi trước anh rảnh, bây giờ anh bận rồi. Để anh kiếm người rảnh cho em nha. Xuân Phong, rảnh không? Rảnh. Không, anh thích hai chở em đi à? Trời ơi, con nó chướng không nội. Con này càng lúc càng vô duyên à. Có chị dâu ở đây nha. Chị dâu này chưa có được công nhận. Con không ăn uống gì nữa hết á. Quanh. Nè, anh lên dỗ dành Hoàng Quanh đi. Thôi, kệ nó đi. Chiều riết nó hư, mỗi lần giận lên là bỏ cơm. Trời ơi, tại vì Hoàng Oanh đi nước ngoài mới về, lâu quá rồi không có gặp mọi người, cho nên muốn mọi người quan tâm mà. Chắc tại vì anh cầu hôn em mà không nói cho nó biết cho nên nó giận á. Giờ dỗ đúng không? Xuân Phong. Hả? Rảnh không? Rảnh. Lên. Ừ. Gì? Dạ nội, cho con xin phép nội, con lên phòng của Hoàng Oanh dỗ con bé nha. Trời ơi, trời, con xin phép nữa. Sao hồi trước tới giờ không xin phép, giờ đi xin phép vậy? Đi lẹ đi, để em Hoa đóng cửa phòng lại con. Dạ nội, quay quanh, chờ anh với. Con thấy chưa, coi vậy mà nó thành đàn ông chững chạc rồi đó. Chứ không phải như con đâu, ngồi kế bên phụ nữ mà không gấp, không mời ăn gì hết trơn. À em, sao nãy giờ không ăn gì hết trơn vậy, đợi anh đút hả? À, nãy giờ em nghe mọi người nói chuyện mà. Dạ con mời nội. Ừ, rồi dạ, rồi rồi. Rồi, cảm ơn con đã phụ bếp bữa nay, hen. Dạ. Quanh ơi Quanh, anh vô được không? Quanh ơi Quanh, anh vô được không? Anh vô đi, con mày đã có cửa nữa.
canxi hydroxit CaOH2 lần, còn gọi là vôi tôi, là chất rắn màu trắng ít tan trong nước. Nước vôi trong dung dịch là CaOH2 lần. CaOH2 lần hấp thụ dễ dàng khí CO2. À, đau. Sao anh quánh em vậy? Anh dạy học cho em khô rác cả họng. Em không tập trung. Em nghĩ cái gì vậy hả? Em đang nghĩ giá mà thầy dạy hóa của em ở trên trường á, đẹp trai lại giảng hay giống như anh á, thì em đâu có bị điểm kém. Anh dạy học cho em đó, vẫn bị điểm kém đó. Thì tại vì anh đẹp trai quá thì làm sao em tập trung học được. Anh biết lý do tại sao Hoàng Thiên không chịu dạy kèm em rồi. Ủa sao vậy? Do tính của em đó. Chứ đúng lý ra Hoàng Thiên học giỏi hơn cả anh nữa đó. Thôi đi, anh hai của em không có chịu dạy học cho em là bởi vì anh hai của em mê đi chơi với chị Thanh Vân. Mà tính cũng ngộ quá ha. Chị Thanh Vân học giỏi nè, anh học giỏi nè, anh hai của em học giỏi nè. Có mình em học dở à? Mấy người lấy sự thông minh của em rồi đúng không? Trả lại cho em đi. Ui, đánh người ta hoài à. Người ta học 1 hiểu 10, nhưng anh chỉ cần em á học 10 mà hiểu 5 hiểu 6 á là anh vui rồi. Ủa em học cho em mà, mắc gì anh vui? Thì ai, cái gì vậy, quánh người ta hoài vậy? Người ta nó ngu rồi anh quánh đi em ngu thêm làm sao? Lo học bài đi. Anh Phong, làm gì vậy? Tự nhiên vô phòng của em rồi đứng cười cười vậy? Phòng của em vẫn y như cũ ha, cứ y như ngày hôm qua vậy. Ừ, mà cũng nhờ anh á em mới có đủ tự tin để đi du học á. Ừ, đi liền một mạch, học hết thạc sĩ luôn mới chịu về. Trời ơi, chứ sao nữa, anh có biết là em trầy trật lắm mới có được cái bằng đó không? Hồi trước á, em muốn học ở Việt Nam cho dễ, mà cả nhà cứ bắt em đi du học, trong khi anh hai thì được ở đây tận hưởng thanh xuân. Nói chung á, em ế là tại cả nhà, tại anh á. Sao lại tại anh? Thì anh bắt em học hoài cho nên em ế chứ làm sao. Đi học về mệt rồi mà còn phải làm homework nữa. Em đang làm cái gì đó? Anh ơi, em đi học về mệt dữ lắm rồi còn phải chịu sự quản thúc nữa hả? Anh phải làm công việc nội giao chứ. Chứ không á, anh đâu được lấy lương. Vậy anh sợ không được lãnh lương cho nên mới gọi thoại quan tâm em đúng không? Anh giỡn với em đó. Nè, quay một vòng máy cho anh coi thử coi. Em đang ở đâu, làm gì, ở với ai? Nè, đó, em đang ở nhà với ở đâu, có cần quay luôn nhà vệ sinh không? Thôi, anh không có nhu cầu. Còn anh đang ở đâu, làm gì, với ai, đang đi với cô nào hả? Tất nhiên rồi, em coi thử nè. Đó, nhà của anh mà. Mà em nghĩ thử coi, anh làm công ty cả ngày trời. Chưa kể nha, đi theo anh hai của em, giải quyết một mớ rắc rối anh gây ra. Thời gian cơm cũng có nữa kìa, lấy đâu ra mà đi chơi cặp bộ. Còn em đó, lo ngoan ngoãn học giùm anh đi, cho anh bớt lo, hả? Ba muốn em học thêm lên thạc sĩ, chắc em phải ở đây thêm vài năm nữa đó. Ráng lên, có gì khó thì nói anh hỗ trợ cho. Anh hỗ trợ em được hả? Anh làm được cái gì? Nè, em đang buồn nè, mấy bay qua đây chơi với em đi. Nè, đừng có thách anh nha, anh bay thiệt đó. Em thách anh đó, bay qua liền đi. Thì thôi, anh không giỡn nữa. Còn em đó, lo học đi, rồi nghỉ ngơi. Anh cúp máy, báo cáo với nội nha. Được rồi, bye bye. Bye bye. Suốt ngày gọi thoại quản thúc người ta. Anh cũng đâu có hơn gì em đâu. Anh đi làm vậy rồi học cùng em nữa. Anh cũng FA nè. Anh cũng ế hả? Ờ. Anh cũng ế. Em cũng ế. Hay làm giúp nhau thoát ế. Sao được, Hoàng Thiên biết được đánh anh chết luôn đó. Em không biết hả? Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Thêm một điều nữa, em gái của bạn thân là không được đụng vô. Không được đụng vô thiệt hả? Ừ. Chắc không? Chắc. Hả?
giỏi á, thêm được cái giỏi bị lừa nữa. Thiệt cưng dở xíu thôi. Trời sao mà căng thẳng kiểu vậy. Hay quá ha. Có mình em mới dễ lừa anh thôi. Mà nè, em cười vậy đi. Cười như vậy mới đúng lời em đó. Đừng có giận dỗi nữa. Sao mà không giận dỗi được. Anh Hai là của em. Cô ta quen anh Hai được bao lâu mà dám giành anh Hai với em. Ảnh chơi bời lung tung, giờ dắt một người về bắt em gọi là chị dâu, chị dâu, chị dâu. Em không thích. Em chỉ thích chị Thanh. Đừng nhắc tên người ấy nữa. Lần này Hoàng Thiên rất nghiêm túc đó. Anh chưa bao giờ thấy Hoàng Thiên để tâm đến cô gái nào nhiều như Hải Yến. Chưa kể nha, còn dẫn Hải Yến gặp mẹ em nữa đó. Chắc cô ta gặp mẹ em luôn hả? Hả? Thì có gì đâu lạ. Trước anh Hai cũng dắt chị Thanh. Chị có được gọi là con gián tiếp không? À, anh hơi đói bụng rồi. Anh xuống ăn với nội nha. Ủa, anh chưa trả lời câu hỏi của em mà. Thật sự cảm ơn anh. Lúc này nếu không có anh chắc tôi chết tụi nó. Đúng là bọn cho dai cắt cổ. Dây thì phải trả thôi. Anh không hiểu quy luật này sao? Lúc dai tiền của tụi nó thì đầu óc tôi ngủ mị. Khi tỉnh lại thì số tiền quá lớn. Tôi sẽ sắp xếp trả lại cho anh. Dây tiền không nhất thiết phải trả bằng tiền. Tôi có thể trả bằng thứ khác sao? Anh muốn gì ở tôi? Tôi không muốn gì ở anh. Tôi muốn từ Nam Thiên. Anh muốn tôi phản bội Nam Thiên à? Nam Thiên chỉ là nơi anh bỏ chất xám ra làm thuê để kiếm tiền. Nơi nào trả tiền cao hơn á, thì anh đứng về nơi đó thôi. Chúng ta đừng có nhắc tới chuyện mà phản bội, nghe nó nặng nề lắm. Vậy anh muốn tôi về với Hà Giang? Đúng rồi. Anh về với Hà Giang và đem theo cái gì đó của Nam Thiên, coi như là ra mắt. Tôi đảm bảo với anh sẽ không chịu thiệt đâu. Muốn cái gì cũng được. Sự nghiệp ở Nam Thiên là phấn đấu cả đời của tôi. Mà ở đó chắc anh bị áp lực lắm cho nên lao vào cờ bạc để tìm niềm vui chiến thắng. Bạn thân là sếp, mình đã cung cúc phục vụ bao nhiêu năm rồi. Bây giờ con trai cũng hầu hạ con trai sếp nữa. Cha con anh á, tính đứng bên cạnh suốt đời để nghe người ta sai bảo hay sao? Cái tuổi này rồi, anh phải ngồi lên cao chứ. Cả giới làm ăn này, ai cũng biết cha con ông Nam không có bản lĩnh. Còn bà Minh thì 80 rồi, đâu còn sức mà lèo lái nữa đâu. Tôi thì sắp kết xuôi gia với bên đó. Tôi chỉ muốn nó sụp đổ sớm hơn thôi. Lúc đó, Nam Thiên vẫn là của anh, nhưng cái chỗ anh ngồi á là chỗ của bạn thân anh đó. Anh thấy sao? Anh nghĩ mình làm được sao? Được chứ sao không được. Nếu có sự giúp sức của anh, anh cứ suy nghĩ đi. Tối nay có mấy trận đá hay lắm, anh về bắt kèo không kịp đó. Được. Vậy anh cho tôi thời gian bao lâu? Xả dai vậy? Kêu em nó ngọt ngào lắm luôn á. Kêu em đi. Nếu mà tính về độ tuổi á, là cô phải là kêu tôi bằng anh xưng bằng em á nha em gái. Vậy anh? Cô đói bụng lắm hả? Ừ. Hồi nãy ở nhà tôi quá trời đồ ăn luôn, sao không ăn. Tự nhiên cái bác đi về sớm thì ra bác đi về sớm là ra đang không có thiếu á hả? Trời, anh không biết gì hết.
Tôi đóng kịch nhá, thì tôi cũng phải đóng kịch cho chót chứ. Tôi phải lấy lòng bà nội. Chứ tôi ăn dữ quá rồi, bà nội không thấy tôi nết na thùy mị sao? Diễn viên quá có tâm, diễn thật là xuất sắc. Nhưng mà con nhỏ em gái của tôi cũng hay quá ha. Nó nhìn ra cô là trúng y bóc luôn. Nó nói cô là thích hợp làm diễn viên lắm luôn á. Đi Trang. Tôi thật ra là nhiều tài lẻ lắm á. Nhưng mà tôi công nhận một điều nha, Hoàng Oanh giống anh thiệt luôn á. Thích nói thọc ngoáy, móc mé người ta. Cô á, bớt nói móc người khác đi. Con em tôi bình thường là nó dễ thương lắm á, biết điều lắm á. Không hiểu sao hôm nay nó vậy nữa. Cô đừng nói là cô buồn đó nha. Không, tại sao tôi phải buồn? Với lại á, tôi thấy đóng kịch mà người ta tin ào ào vậy thì mình thành công rồi đó. Nhìn gì nhìn hoài vậy? Ăn đi, nở hết rồi kìa. Cảm gì vậy? Ê, cái chỗ hơi nhạy cảm đó nha. Cô bị điên hả? Thấy cái cọng tóc nó rớt xuống sắp dính như nước lèo mà ta dán lên cho dễ ăn. Ủa, diễn không được hả? Diễn thiệt chút xíu đi. Diễn đang yêu nhau mà, đúng không? À, được rồi. Anh yêu. Anh ăn đi kìa, nước lèo nguội hết rồi kìa anh. Cái đó là diễn lố. Diễn bớt bớt lại giùm tôi một cái. Cô ơi, cho con một tô đặc biệt nha. Làm gì nhìn dữ vậy? Ủa, có tiền trả hả? Không. Tô đủ không? Sợ ăn không đủ không? Mấy ăn luôn tô của tôi đi nè. Không ăn hả? Để lấy ăn. Trời ơi, đói ngủ không được luôn á. Trời ơi, sao mấy món mình thích ăn hết trơn rồi ta? Không chừa cho mình miếng nào hết vậy trời. Sao? Đói bụng rồi đó hả cô bé giỏi hờn? Không phải chuyện của anh. Mệt quá giận hờn hoài. Thôi bây giờ công chúa muốn ăn cái gì nói đi nè. Nô tài đi nấu cho ăn nè. Nếu mà nô tài nhà ngươi đã có lòng thì công chúa muốn ăn mì gói. Bộ bệnh không có bán mì gói cho ăn hay gì mà về đây đòi ăn mì gói. Thì giờ có nấu không? Đây. Mùi thơm quá. Mì gói ốp la trong truyền thuyết. Đúng ý công chúa chưa? Vì tô mì gói này mà tạm tha cho anh đó. Ý dạ. Khoái rồi, khoái rồi. Sao? Sao về sớm vậy? Tưởng ngủ lại qua đêm chứ. Nói bậy bạ không? Chị của em ở với ba mẹ, anh ở với bà nội. Sao dám ngủ qua đêm? Anh làm như hai người trong sáng lắm vậy. Anh thì quen biết bao nhiêu cô rồi. Chị cũng sắp đám cưới tới nơi rồi. Nè, em gái của anh là du học nước ngoài đó. Tư tưởng tiến bộ lắm. Không cần phải giấu em đâu. Chỗ em gái thân thiết em nói thẳng nè. Anh chị phải sống thử đi chứ. Lỡ kết hôn về rồi không hợp, bi kịch lắm mà. Hay quá ha. Học ở nước ngoài xong rồi tư tưởng nước ngoài ha. Thử đồ ha. Mới hồi cấp 3 đây à, cãi lộn với Xuân Thông, nắm tay nhau có bầu. Giờ đặt sống thử đồ. Rồi qua bên đó nắm tay được. Ông nào chưa? Chắc có cơ hội à. Em nhìn như vậy á, mà mấy bạn bên đó nói là em chưa đủ tuổi vị thành niên, cho nên đâu ai muốn hẹn hò với em đâu. Rồi thêm cái là em học không có giỏi bằng người ta, cho nên cấm đầu cấm cổ học. Thời gian đâu mà yêu với đương mà nắm tay. Thấy thương ghê. Thôi bên đó nắm tay không được, mấy về đây kiếm ai nắm tay đi. Chỉ cần anh hai cô ưng con mắt thôi là nguyên cái nhà này anh bao ưng hết. Ông nói rồi đó nha. Trời ơi, ngon quá. Cái này em ăn hai tô mới đã cái nương của em á. Hai tô? Nói gì thì nói nha. Đồ ăn bao nhiêu món ngon giật lạ. Nhưng mà cái mì gói quốc dân này vẫn là số 1. Ê, ăn nhiều như vậy là em có bạn luôn á. Mỗi lần mà buồn lên là phải ăn hai tô hủ tiếu, mà ăn hai tô hủ tiếu đặc biệt luôn. Đang ăn ngon tự nhiên nhắc tới rồi. Thôi, làm bạn với lại cái chị đó đâu. Người gì nhỏ hơn ta bắt gọi bằng chị
nghe thấy bực bội. Học bên nước ngoài về mình biết điều chút xíu đi nha. Cái gì cũng biết hay có biết điều là không biết thôi à. Nói người ta nhỏ tuổi hơn mình á, mình lớn tuổi hơn người ta mà biết cách cư xử hơn người ta chứ. Thì tại lúc đó làm em giận quá cho nên mới vậy. Mà cũng tại anh hết trơn á. Tự nhiên đi cầu hôn người ta rồi không nói gì cho em biết hết. Mắc mớ gì mấy người về đây mấy người không báo cho tôi biết trước hả? Tính surprise tôi hả? Tôi không thấy bất ngờ gì hết trơn á. Phải mà nói cho tôi biết trước rồi là tôi nhờ giúp. Dù sao học bên nước ngoài thì người ta cũng có nhiều chiêu trò hơn chứ đúng không? Tại anh mải mê chinh chiến yêu đương quá à, có quan tâm gì đến em đâu mà tự nhiên đi cầu hôn vậy? Ủa bây giờ đúng lúc rồi không cầu hôn chứ đợi chừng nào mới đi cầu hôn người ta? Vậy anh quên gì thanh dân thiệt rồi hả? Chắc vậy. Thôi lên ngủ nha. Nè, mới bển về chắc chưa quen múi giờ ở đây đâu ha. Ví dụ như mà mình ăn xong mà mình không ngủ được á, mình đi rửa chén đi. Rửa chén xong mà không ngủ được luôn á, mình lau nhà, quét nhà ra kia, tưới cây, dọn nhà đồ hết á, thế nào mệt quá cũng ngủ được à. Bye. Bye. Mấy đứa nhỏ đâu, sao giờ này chưa chịu xuống ăn sáng nữa? Thì tụi nó thay đồ, xong rồi mới ăn sáng rồi đi làm luôn. Dì Tư, lên kêu tụi nó giùm tôi nha. Dạ. Nè ông, tôi có thầy rồi. Lần này con Yến chắc chắn lấy được chồng. Lấy được chứ sao không? Bà yên tâm đi. Bây giờ chỉ còn lo cho thằng Tùng thôi. Tôi hỏi chị em bạn gì rồi, được tới 2 mối lận. Chứ suốt ngày thằng Tùng nó cứ lo YouTube, YouTube gì đó, đâu có mê gái đâu. Biết rồi chừng nào nó mới có vợ. Bà phải xem xét kỹ thân thế của người ta nha. Xem kỹ chứ. Tới 2 mối mà. Một đứa là con của bà Hường Hải Sản, dễ thương, dễ nhìn. Còn một đứa ha, là con của Sắt Thép Thế Vinh, con gái một đó, mà nó giỏi y hệt ba nó luôn. Có điều hơi xấu nhẹ. Chọn đứa thứ hai đi. Gì? Đứa thứ hai hả? Trời ơi, vậy nó đâu có xứng với thằng Tùng đâu. Con gái một giỏi kinh doanh nữa. Tôi thấy được đó. Ăn sáng đi con. Dạ. Dạ cho mẹ. Dạ, con mời mẹ ăn sáng. Tùng nè, con biết con gái nhà Sắt Thép Thế Vinh không? Dạ không ba, sao vậy? Bà thấy con nhỏ đó được đó. Bộ ba muốn cưới vợ hai hả? Cái đó bà hỏi mẹ chứ sao hỏi con được. Cái thằng này cưới vợ cho con đó, cái chuyện tào lao không à. Cưới cho con hả? Chứ ai. Thôi con không có vợ đâu. Con chưa muốn, rồi khi nào con mới muốn? Rồi khi nào con mới chịu cưới vợ? Con đẻ cháu cho ba mẹ ấm bồng chứ. Thì Hải Yến đó, bây giờ mẹ kêu nhà bên kia cưới cho mau đi, rồi xin cho mẹ một đứa cháu ấm bồng. Nhưng mà mẹ muốn con cưới vợ, mẹ muốn có cháu nội. Cháu nội của mẹ là cháu trai, để cho ba con còn huấn luyện nó, cán đáng công ty. Chứ con cứ lông bông như vậy hoài, rồi ai nối nghiệp Hà Giang? Mẹ con nói đúng đó, thành gia mới lập nghiệp, lấy vợ đi con. Con sẽ lấy á, khi con muốn lấy. Và con sẽ tự tìm vợ cho con. Ba mẹ đừng có chọn cho con nữa. Ba mẹ cứ chọn toàn là con giám đốc này, con giám đốc nọ không à. Ba mẹ tìm dâu hay tìm đối tác vậy? Nè, hôn nhân cũng như kinh doanh vậy. Cái gì mình cũng phải đầu tư hết, tính toán thiệt hơn nữa. Con thấy con Hải Yến không? Đối tượng lần này của nó quá tốt cho công ty mình đó. Thôi, con tới giờ quay rồi. Con đi trước nha. Ba mẹ ở nhà nha. Con ăn chưa xong mà? Dạ xong rồi, con ngon rồi. Con đi trước, dễ vào con ơi. Cái thằng này nói tới là đánh trong lãng. Ăn tiếp đi ông. Tôi cũng đi làm đây. Tới ông nữa. Chưa ăn xong mà. Ê Yến, Yến vô ăn sáng nè con. Dạ. Con mời mẹ ăn sáng.
Công ty con đâu có khắt khe giờ giấc gì đâu phải không? Dạ. À, hôm qua con đi qua nhà hàng Thiên sao rồi? Dạ chị cũng bình thường. Bà nội thì hồ hởi, em gái nước ngoài về thì hời hợt, còn ba thì không thấy đâu. Trời, kệ đi, miễn có bà nội ủng hộ là chắc chắn rồi. Mẹ nhìn thằng Hoàng Thiên á, mẹ cũng có cảm tình nữa, chứ đâu có sâu sâu thâm thâm giống như thằng Khôi đâu. Mẹ, mẹ làm ơn đừng có nhắc tên ấy nữa được không? Nhắc gì, cũng may là mẹ khó đó, mẹ bắt con phải giữ gìn với thằng Khôi vậy mà hay. Chứ đàn ông bây giờ lăng nhăng cỡ nào đi nữa thì cũng thích lấy vợ trong trắng như tuyết vậy đó. Thôi mẹ, mẹ làm ơn đừng có nhắc cái chữ tuyết nữa được không? Con giữ cái chữ đó lắm luôn á. Con đi làm đi. Cái gì vậy? Yến, tự nhiên bỏ đi ngang à? Nhà ăn sáng bốn người đi hết trơn, còn con mình tôi à? Nghỉ khỏe luôn đi, khỏi ăn gì nữa. Thơm quá, đúng là hương vị quê hương rồi. Trời ơi, đâu ra một người con gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như mình. Người như mình xứng đáng có 10 người yêu. Để gọi bà nội ra. Ý, nội. Trời ơi, cái mùi thơm quá. Con nấu đó nội. Phở hả? Dạ. Ôi, sao giỏi vậy con? Dạ. Nội tưởng là ở bển chắc thích ăn hamburger hơn chứ. Không có đâu nội, con thèm đồ ăn Việt Nam dữ lắm. Nội, nội thử đi, con thức từ 5 giờ sáng này nấu á. Thơm quá vậy ta. Ghê không, ghê không? Ngồi xuống ăn đi, ngồi xuống ăn đi. Em nấu hả? Em nấu chứ ai. Thiệt luôn. Thiệt. Đi du học tốt, đi du học nhiều một xíu đi. Ăn thử đi, xem có ngon không. Rồi mai mốt thấy ngon quá, đừng bắt em nấu hoài nha, không có rảnh đâu. Ba. Con nhớ ba quá. Ba ơi, con gái đáng yêu của ba về rồi nè. Ủa sao con không lớn được miếng nào vậy Oanh? Trời ơi, con về mà không lớn hả? Ba thấy con xinh đẹp hơn hả? Ừ, xinh hơn chút á. Ủa, mà sao con về ba không ngạc nhiên gì á vậy? Phong nó báo ba biết trước rồi. Cái ông nội Phong này, nó dặn là phải bí mật rồi mà nói cho tùm lum tùm ra người hết trơn. Ba, ngồi xuống đây đi. Con có làm món phở cho ba ăn nè. Ba ngồi xuống. Con cầm chắc, con cầm chắc. Ba ngồi xuống đi nha. Để con lấy phở cho ba ăn nha. Mẹ, đây, phở nóng hổi ra rồi đây. Trời, con nói thiệt với ba luôn á, nhiều khi con cũng không hiểu sao con giỏi dữ vậy luôn á. Mời ba. Chà, lúc này nói nhiều hơn xưa ha con. Dạ, con mời bà nội, con mời ba, mời anh hai. Ngon lắm con. Thiệt á ba? Ừ. Ủa ba, hôm qua ba đi đâu hả? Con đợi ba cả đêm luôn á. Đợi ba về để làm cho ba bất ngờ mà đợi hoài không thấy ba đâu hết trơn. Con mệt quá con ngủ quên luôn. Sáng nay mém xíu không dậy nổi nơi để nấu phở luôn á. À, tại vì lúc này công ty nhiều việc quá con, cho nên là ba phải ở lại làm khuya rồi ngủ lại đó luôn. Công việc cũng nhiều thiệt ha. Ăn đi con. Ba nhớ là con nói tháng sau con mới về mà. Thì con phải về sớm để dự mừng thọ của bà nội. Ba đừng nói cho con ba quên nha. Con bé này làm sao ba quên được chứ. Hơn 20 năm rồi nhà mình mới có dịp mà ngồi ăn chung vậy. Cũng phải cảm ơn Hải Yến, nhờ nó mà mẹ con vui vẻ lại. Bác sĩ có nói là nếu như mẹ con được dịp gặp gỡ người thân nhiều á thì từ từ mẹ con sẽ hồi phục lại. Nội, hay là hôm mừng thọ nội mình đón mẹ về đây cho nội. À, con đưa Hải Yến qua rước mẹ con luôn ha. Dạ. Vậy chắc vui lắm hả nội. Mẹ, không mấy cái bữa đó con đưa anh Tiết về luôn ha. Nói cái gì vậy?
Ba con thích ăn một chén tái nữa, con vô con làm chén tái cho ba nha. Tại ba con làm việc nhiều lắm, cần ăn tái cho bổ mà. Yes. À, dạ. Con bị cái gì vậy? Đưa vợ con về mừng thọ cho mẹ, con không một câu thăm hỏi. Nổi cái chuyện mà con đưa Ánh Tuyết vô công ty làm là mẹ đã nhân nhượng lắm rồi. Bây giờ được đặt chân lên lần đầu hả? Mẹ còn sống là con không có được đưa ai về nhà này đó. Chừng nào mà con còn sống, con nhỏ đó cũng đừng có hòng tới gần mẹ con. Chuyện này không liên quan tới con. Có liên quan tới con đó ba. Calm down. What happened? Anything wrong here? Nói tiếng Việt. Dạ con. Nói xin lỗi. Con xin lỗi tại con. Con ý của con là chuyện gì xảy ra vậy? Bộ trong những năm con đi, nhà mình có tin gì mới mà con chưa kịp cập nhật hả? Ba, Ánh Tuyết là ai vậy? Sao nghe tên lạ quắc vậy? Để có dịp ba sẽ nói cho con biết. Thôi con ăn đi. Dạ. Cảm ơn con gái của ba nha. Đó, để ba thử cái coi nè. Nè tiểu yêu, đi làm không tới tòa soạn tự nhiên bắt trở ra đây chi vậy? Xăng lên giá nha, chạy vòng vòng ngoài hao xăng à. Tại tôi ngại gặp mọi người quá à. Vừa bị hủy hôn xong rồi bây giờ lại được cầu hôn. Bộ người ta nuôi cơm cô hay gì mà cô ngại với người ta? Thì bây giờ ai hỏi cô cứ nói là hôm bữa tôi chọn lộn, nay tôi chọn lại được không? Tôi mặc dày như anh cũng đỡ, nhưng mà tôi là con gái mà, bị nhiều điều tiếng lắm, anh không biết đâu. Không biết sau này anh mà nói chia tay tôi hả? Trời ơi, chắc đó người ta cười thúi mặt. Bớt nói. Nhẫn cầu hôn rồi, sao không đeo? Tôi cất trong cặp nè. Tại vì mắc tiền quá tôi đâu có dám đeo đâu. Sợ rớt mất rồi anh bắt đền tôi thì sao? Đây, mắc mệt. Mất đi tôi mua cho chiếc khác. Thấy không? Thấy không? Mắt nhà nghề ghê không? Nhìn cái ngón tay là biết đeo nhẫn số mấy, mua một cái đeo vừa y chang luôn. À, đâu? Đừng có nói là thấy tôi đeo nhẫn cầu hôn xong rồi tưởng tượng tới ông nội kia đang cầu hôn tôi nha. Nha. Ủa? Nhẫn qua ông tặng cô đâu rồi? Quăng xuống sông rồi. Quăng xuống sông á? Trời, cái đồ quan phí này, xong để bán thì như quăng xuống sông. Ít nhất bán cũng được cái bữa mà hát karaoke bét nhè từ đêm tới sáng của cô cũng trả được tiền bữa đó chứ bộ. Con kèo dễ sợ luôn á. Mà dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh nha, đã đi giải sầu cùng với tôi, rồi còn hứng chịu mọi rắc rối từ tôi nữa. Đã vậy rồi còn giả cầu hôn tôi để tôi được ở lại. Yên tâm đi, nhất định là tôi phải giữ cô ở lại rồi. Tại vì cô mà đi rồi á, đâu có ai gây rắc rối cho cuộc đời tôi nữa. Vậy thì cuộc đời tôi nhàm chán lắm ha. Ê, bà nội tôi sắp mừng thọ rồi đó. Bà nội tôi nói là dẫn cô về. Bà nội tôi còn nói là ba tôi á phải dắt mẹ tôi về. Mà ba tôi á thì muốn dắt cái bà phù thủy kia về. Nhà tôi vui quá ha, giống như cái bùng binh vậy, vòng 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 vòng. Bởi vậy anh rút kinh nghiệm từ ba anh đi. Đừng có dẫm vào vết xe đổ của ba anh nữa, để làm khổ người phụ nữ khác. Mà tôi nghi lắm. Tôi nghi á là anh còn gây nhiều rắc rối hơn ba anh nữa. Đừng có nói cái giọng đó với tôi nha. Tôi sẽ không bao giờ giống ba tôi đâu nha. Đi tới tòa soạn làm việc đi. Tôi đi về công ty họp đây. Ê quên nữa. Ừ? Lát hồi về công ty họp á, tôi sẽ gặp người yêu cũ có người yêu mới á, người thương đã từng á. Không biết là có muốn gửi gắm gì cho người ta không? Để tôi gửi giùm cho. Anh gửi cho tôi một cái đá được không? Bậy rồi. Đối tác chiến lược công ty của tôi đó. Tôi mà gửi ông cái đá là bà nội tôi đá tôi ra khỏi công ty luôn. Chứ không phải anh muốn như vậy mà. No. Bây giờ mình khác rồi bạn.
Bây giờ mình sẽ bằng mọi giá ở lại công ty, bởi vì bây giờ mình đã có động lực làm việc rồi. Nam đi công tác lâu quá vậy chị? Chắc là do nhiều việc đó cô. Thiệt á. Rồi còn thằng Thiên với con Quanh nữa. Đi chơi với bà nội thì lâu thiệt lâu, tới giờ mà cũng chưa chịu về. Tụi nó còn phải đi học nữa đó. Đang nghỉ hè mà cô. Cô cứ để tụi nó đi chơi đi. Chứ tụi nó mà về hả làm ồn, cô lại mệt nữa đó. Hoàng Thiên á thì nó còn lo đi học, chứ Hoàng Quanh á nó còn nhỏ xíu à, mình đâu có lo gì đâu chị ha. Ồ ha, em phải vô nấu cơm cho anh Nam, chắc là hôm nay ảnh về đó. Cô ơi, cô để đó đi, để tôi nấu cho. Chứ cô mà vào bếp á lỡ có chuyện gì á không được, em phải nấu cơm cho anh ăn chứ. Ý mà chị, chắc là thằng Thiên á nó cũng chưa có ăn cơm đâu. Chị kêu nó về ăn đi để còn đi học nữa. Mà thiệt á, nó đi đâu cũng không biết nữa. Để em đi tìm nó nha. À cô ơi, hai đứa nhỏ đi chơi với bà nội rồi mà. Hay là cô vô nhà đi, chứ cô đang bệnh đó. Nếu mà cô có chuyện gì á, bà trách tôi á. Chị, có ai đứng ngoài cửa kìa. Anh Nam về đó. Đi ra mở cửa cho anh đi. Anh Nam về kìa. Cô ơi cô. Dạ không phải đâu. Chắc là người đi đường á cô. Thôi mình vào nhà nha cô. Nha nha. Đi cô. Đi cô. Ngàn nhân duyên thế gian. Cảm ơn cuộc đời mong đến yêu thương. Con được làm con của mẹ. Trời đất ơi, con gái. Hey, nè, sức khỏe con làm sao rồi? Làm sao con không ở nhà nghỉ ngơi thêm đi cho khỏe? Con đỡ nhiều rồi. Con thấy ba bận quá. Với lại sắp tới còn phải lo việc hợp tác với Hà Giang. Con không thể nào nằm ở nhà yên được hết. Con làm việc rất là có tâm, công tư rõ ràng. Chẳng bù lại cho anh hai của con. Cứ lo chạy theo con gái nhà người ta, công việc chẳng thèm ngó ngàng hết. Ba à, ba đừng có buồn nha. Nếu như mà con trai không giúp được gì cho ba thì ba để cho con gái giúp ba nha. Bà cảm ơn con. À, Hoàng Oanh nó về rồi đó con. Nó tính vô công ty học việc. Chắc là ba sẽ đưa nó vô phòng con nha. Hoàng Oanh trước giờ nó chỉ biết ăn học không à, không biết cái gì hết á. Con giúp em nó nha. Dạ, ba cứ yên tâm. Nhưng mà không ngờ con lại còn có thêm một cô em gái. Ba chưa nói chuyện này cho Hoàng Oanh biết. Ba tính là đưa nó sang gặp mẹ con, rồi nói cho nó biết luôn. Lỡ như lại có thêm một người chống đối thì sao hả ba? Không có đâu con. Ba tin chắc một điều, Hoàng Oanh nó phải khác Hoàng Thiên. Nè, sắp tới là mừng thọ bà nội đó. Ba nghĩ là con nên có chút quà cho bà nội nha. Bà nội bây giờ đã chấp nhận con làm cháu rồi. Vậy còn mẹ con thì sao ba? Thật cái tâm của ba, ba muốn là mẹ con gặp bà nội lắm. Nhưng mà bà nội không thích.
Thôi ba hứa, để từ từ ba sẽ sắp xếp nha. Dạ. Hải Yến, Hải Yến, em làm cái gì mà cứ lấp la lấp ló ngoài đó vậy? Nghe đây chị biểu. Dạ. Vô đây chị biểu. Dạ. Sao? Em ngại gặp mọi người quá à. Ngại thì em nghĩ đi, khỏi gặp. Thôi, nó có được. Vậy thì á, ngại là thất bại, em phải đối mặt. Chọn lộn thì mình chọn lại thôi, miễn sao á là mối sau ngon hơn mối trước là được rồi. Trời, chị nói y chang như Hoàng Thiên luôn á. Người ta sắp làm chồng của em rồi, đổi cách xưng hô đi chứ. Mà công nhận em đánh nhanh thắng nhanh thiệt ha. Vẫn đẹp quá à. Không biết bao giờ chị mới được cầu hôn bởi một chàng trai bên ngoài đẹp trai ấm áp, bên trong thì nhiều tiền đấy em. Chị yên tâm đi, trời sẽ không phụ lòng chị đâu. Sau này á, chị sẽ gặp được một người xứng đáng. Chị thấy á, ví dụ như là anh La Cà, anh trai của em cũng được đó. Rồi chị có chịu ở bên một cái người mà không có quan tâm gì tới kinh doanh hết, chỉ sống nhờ tiền YouTube không? À, suy nghĩ thiệt là kỹ mới trả lời nha. Rồi, không cần suy nghĩ gì hết, chị chịu luôn. Trời đất ơi là trời, em thấy chị mê anh như em dữ lắm rồi đó. Thôi mà cũng được. Nếu mà chị về nhà em á, thì chị sẽ giữ tiền, giữ gia sản giùm anh của em. Lúc đó mẹ em không cần phải ngày đêm mất ngủ vì sợ con rể cướp mất tiền của mình. Chị nhất định á là sẽ biến Hà Giang trở thành một tập đoàn giải trí hàng đầu Việt Nam. Hay quá em ơi, xuất sắc quá luôn. Lý thuyết em nói hay quá, em thực hành thử anh xem. Dạ. Có cái miệng nói không à. Hải Yến, anh cảm ơn em nhiều lắm nha Hải Yến. Nhờ có em mà tòa soạn này được thơm lây. Nhưng mà thơm lây cái kiểu này anh đau tim quá. Các bạn nhìn cái gì? Nhìn đây nè, không cần phải nhìn tôi. Đây là Hải Yến, một phóng viên giỏi với những bài báo hay đạt triệu view. Nhờ những bài báo đó mà Hải Yến đem về cho tòa soạn chúng ta những hợp đồng béo bở. Các bạn phải nhìn theo là tấm gương để mình học hỏi chứ. Đầu để làm gì? Nó phải để mọc tóc, để suy nghĩ. Mình tìm ra những cái đề tài hay để mình viết những bài báo xuất sắc đạt triệu view như vậy chứ. Mình làm sao để mình xứng đáng được cái vị trí mình đang ngồi ở đây và xứng đáng cái đồng lương mình được lãnh. Gật đầu cái gì? Làm việc đi. À Hải Yến, à, anh chỉ nói các bạn vậy thôi chứ anh không nói em nha. Với lại em cứ yên tâm làm việc. Em thấy đó, hồi nào giờ anh đâu có đuổi ai đâu, đúng không? Anh qua đây anh chỉ nói vậy thôi. Hai chị em cứ tiếp tục bàn công việc đi ha. Anh ra ngoài. Dạ. Cố lên nha. Yeah. Dạ. Nghe hoài mà em thuộc luôn. Ừ, chị cũng thuộc nữa. Những thỏa thuận của mình đưa ra, cậu nghĩ bên Nam Thiên sẽ chấp thuận chứ? Ban đầu bên đó muốn hợp tác với Kim Ngọc, rồi bây giờ bà ta lại muốn mở rộng các nhà đầu tư để phát triển dự án. Nam Thiên nhảy vô chắc chắn sẽ có được sự hậu thuẫn của bà ấy. Nếu không có chuyện lùm xùm của mấy đứa thì không có rắc rối như vậy. Bên đó lại có ý muốn hợp tác để tạo kết thông gia. Tôi không thể không đồng ý. Cậu cũng biết đó, tôi với ông Nam không ưa gì nhau mà. Dạ, con xin lỗi chú. Thôi, chuyện qua rồi. Bây giờ trông cậy vào cậu đó. Cậu làm sao thỏa thuận để Hà Giang có lợi nhất. Không thể để bên đó qua mặt được. Dạ, con biết rồi. Trong phúc có quả, trong quả có phúc. Mình lại có cơ hội để tiếp cận Nam Thiên. Ông ta cũng đâu chịu thua trong chuyện này, lại còn cay nghiệt khó xử với mình.
Chào anh. Chào. Rất vui được hợp tác cùng Nam Thiên. Không có gì. Chúng tôi là bên đến sao, nhưng đã mạo muội tổ chức cuộc họp ở đây, anh không ngại chứ? Trước sau gì mình cũng là người nhà mà. Bà Minh có lời mời, sao tôi không đến được chứ? Mời anh ngồi. Mình ngồi. À, sẵn đây tôi nói luôn ha. Anh Tuyết con gái tôi sẽ phụ trách bộ phận marketing cho dự án này. Dạ. Con hy vọng là sẽ được mọi người giúp đỡ. Dự án này là do Đăng Khôi lấy được từ bà Kim Ngọc. Chúng tôi kêu gọi vốn, nhưng chủ tịch của Nam Thiên có lời đề nghị góp vốn. Mọi việc đã được giải quyết xong và chúng ta lên chung một con thuyền. Tôi hy vọng là hợp tác này của chúng ta sẽ tốt đẹp để thuyền chúng ta vươn ra biển lớn. Tôi cũng rất là hy vọng ngày hôm nay hai bên chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận tốt nhất cho dự án này. Hoàng Thiên được chủ tịch chỉ định phụ trách dự án này, nhưng bây giờ vẫn chưa tới. Chúng ta có nên chờ không? Không cần đâu, có tôi ở đây rồi. Chúng ta bắt đầu đi. Xin chào mọi người. Xin lỗi tôi tới hơi trễ. Nhân vật quan trọng phải tới cuối cùng lắm. Chào ba, chào chú. Mọi người bắt đầu cuộc họp đi. Ủa, có trợ lý của tôi ở đây nữa hả? À quên, lên chức rồi ha. Chào anh hai. Em phụ trách bộ phận marketing của dự án lần này. Vậy hả? Nói tôi nghe chi vậy? Tôi đâu phải sếp của cô. Từ từ đi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận để tìm ra hướng đi tốt nhất cho dự án này. Trước khi mọi người đi sâu vô chi tiết, xin mời Giám đốc Hà nói sơ qua dự án này. Dự án này là do Đăng Khôi phụ trách, cứ để cho cậu ấy nói sẽ hay hơn. Chào mọi người, tôi là Đăng Khôi. Tôi là người trực tiếp thương thảo dự án này. Mong lần hợp tác này giữa hai công ty chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Tôi cũng rất tin là sự hợp tác giữa Nam Thiên và Hà Giang sẽ thành công tốt đẹp. À, dự án này dù sao tới giờ vẫn chưa có tên. Mọi người cho ý kiến đi. Tôi nghĩ mấy chuyện này nên giao tụi trẻ sẽ hay hơn. Thế nào, giám đốc marketing? Dạ, con nghĩ... Dự án này anh Khôi theo đầu tiên mà. Tôi thấy anh dành nhiều tâm sức cho dự án này lắm. Sống chết vì dự án này. Hay mình lấy tên của anh đặt cho dự án này đi. Mình gọi là dự án Đăng Khôi, ghi nhận công lao của người đã đi tiên phong cho dự án này. Mọi người thấy hợp lý không? Cũng hay đó. Hoàng Thiên quá là khiêm nhường đó. À, theo tôi biết á, cậu cũng đầu tư khá nhiều công sức vào cái dự án này. Dạ đúng là con cũng dành nhiều tâm sức cho dự án này lắm chú. Nhưng mà anh Hùng khó qua ải mỹ nhân lắm. Cho nên dù sao mình cũng phải ghi nhận công lao của anh Khôi, đúng không anh? Nếu không ai có ý kiến gì hết, vậy thì tôi sẽ tuyên bố dự án Đăng Khôi chính thức bắt đầu. Hợp tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn anh đã dành chút ít thời gian quý báu tới đây để chúng ta có dịp hợp tác. Hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ đạt được những thành quả tốt đẹp. Chắc chắn rồi. Xin phép anh. Chào anh. Cảm ơn anh hai đã ủng hộ em. Sao cô hay quên quá. Tôi nhắc lại lần cuối cho cô nhớ nha. Tôi chỉ có một đứa em thôi. Nó tên là Oanh. Ok. Ủa ba, ba định đưa con đi gặp người tên Thu Cúc đó thiệt hả? Oanh à, bây giờ con đã lớn rồi. Ba nghĩ con cần phải biết một số chuyện, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc sống của con sau này đó. Cái gì mà nghiêm trọng dữ vậy ba?
Bà làm con hồi hộp quá. Ủa ba, cái đường này rẽ phải vô là vô tới nhà mẹ nè. Con qua thăm mẹ chưa? Con qua rồi, nhưng mà con không có dám vô. Tại dù con có vô thì mẹ cũng đâu có nhận ra con đâu. Mẹ chỉ nhớ Hoàng Oanh nhỏ xíu hồi 5-6 tuổi thôi. Mà con nói thiệt với ba, mỗi lần gặp mẹ con sợ lắm. Con sợ là mình sẽ nói sai gì đó, rồi khiến mẹ kích động, rồi mẹ khóc lóc gào thét. Ba xin lỗi con. Cũng tại vì ba mà mẹ con mới bị như vậy. Con không có được tình thương và sự chăm sóc của mẹ. Tính ra con thấy anh Hai sướng hơn con. Anh được ở với mẹ tới tận 9 tuổi lận. Biết bao nhiêu là ký ức đẹp luôn. Còn hồi đó con nhỏ xíu xíu rồi. Có khi vậy mà hay con à. Bởi vì điều đó sẽ giúp cho con sống vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ đó. Sao ba nói gì khó hiểu quá vậy? Mẹ, mẹ đừng có lo quá. Sao mà không lo cho được hả con? Không biết là con bé đó nó có hiểu và thông cảm cho mẹ không nữa. Mẹ yên tâm đi, còn có con và ba, đừng có lo quá. Trong chuyện này, ba không dám khẳng định ai đúng, ai sai. Nhưng ba mong con hãy hiểu cho ba. Vậy chị này là chị gái cùng cha khác mẹ của con hả? Cũng tốt. Từ nhỏ đến lớn con đâu muốn có một người chị, chứ cứ chơi với anh Xuân Phong với anh Hai hoài chán chết. Con không giận ba sao? Dù sao cũng là chuyện trong quá khứ rồi mà ba. Mẹ con giờ sống trong ký ức hạnh phúc, không ai làm phiền ai nữa là được. Ba cảm ơn con. Cũng tại ba mà mẹ con bệnh, con đã không có được tình thương và sự chăm sóc của người mẹ từ lúc con 5-6 tuổi cho tới giờ. Khi đi du học ở nước ngoài, con học được một điều, đó là bản thân mình không có quyền phán xét cuộc sống của người khác. Con nghĩ mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một suy nghĩ riêng. Con tôn trọng điều đó, chứ con sẽ không can thiệp sau. Anh đúng là người được đi du học ở nước ngoài, tư tưởng cũng rất là thoáng. Chị là Ánh Tuyết, mặc dù chị chỉ lớn hơn anh một vài tháng, không biết là anh có vui lòng cho chị là chị gái của anh không? Được chứ, em là Hoàng Oanh. Em nghĩ có thêm một người chị gái với chị chắc sẽ vui lắm. May quá, chị bây giờ cũng chưa có lập gia đình, cho nên là cũng rất là tự do. Ba mới cho chị một chức nho nhỏ ở công ty. Chị nghĩ là sắp tới chị và em sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ để trò chuyện với nhau nhiều hơn. Anh biết không, từ nhỏ chị đã có ước mơ là trong nhà có thêm anh chị em để cùng vui chơi với mình. Nhưng mà suốt ngày cứ lủi thủi với mẹ không à. Nhiều khi đi học còn bị bạn bè chế giễu là đồ không cha nữa. Những lúc như vậy chị thèm có người bảo vệ mình á.
Thôi mấy cái chuyện cũ mà không có vui trong quá khứ bỏ qua đi chị. Nhưng mà có chuyện này không thể bỏ qua được. Em nghe nói chị Hà Yến làm chị bị thương dẫn đến sảy thai. Điều đó có đúng không? Tại sao mà mình không báo với cơ quan chính quyền để điều tra, để bắt chị ta phải chịu trách nhiệm chứ? Ngoài cái lý ra còn cái tình nữa con à. Mình là người Á Đông, vì vậy cho nên cái tình luôn đặt nặng hơn. Hơn nữa Hà Yến giờ đây cũng sắp là người một nhà rồi. Bây giờ mình đem chuyện này ra truy cứu, gia đình sẽ xào xáo, chị em khó mà nhìn mặt nhau được lắm. Mẹ con cô thì cũng đã diệt tuyệt thói quen rồi. Thêm chuyện này nữa chắc không sao. Cũng chỉ tại anh hai muốn cưới chị Hà Yến làm vợ cho nên mới dung túng chị ấy làm chuyện sai trái như vậy. Nhưng mà chị yên tâm đi, từ nay có em rồi, em nhất định sẽ không để chị Hà Yến làm gì chị nữa đâu. Chị cảm ơn em nha Oanh. Mẹ, sao giờ này mẹ còn ngồi ở đây, không vô ngủ đi. Hồi nãy trước khi ba về, ba còn dặn mẹ là ngủ sớm đi cho khỏe đó. Không ngờ con bé đã lại về phe mình. Con thấy tư tưởng của cô bé đó cũng hay á mẹ. Nếu như mà mình bỏ hết tất cả đi, có thể sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc hơn đó mẹ. Bởi vì con nhỏ đó chưa từng trải qua những gì mà mẹ con mình đã chịu đựng 20 năm qua, mẹ chưa thể nào vui vẻ và hạnh phúc khi chưa đòi lại sự công bằng cho mẹ con mình. Sao em lại tới đây? Em tới nấu đồ ăn sáng cho người yêu của em, được không? Người yêu của anh nấu món gì mà không ngon? Mời ông bà dùng. Thằng Tùng đâu? Mấy hôm nay sao không thấy mặt mũi nó đâu hết vậy? Thì nó đi đây đi đó, nó đi làm YouTube chứ có phải nó đi chơi đâu. Lại là YouTube với da với dẫn đó. Suốt ngày cứ long nhong Con hư là tại mẹ mà. Hư cái gì mà hư? Con trai cưng của tôi á, nó cũng giỏi mà. Nó lại nổi tiếng nữa, đi đâu ai cũng biết nó hết á. Tôi hãnh diện dữ lắm luôn đó. Hãnh diện? Nhà có một thằng con trai à, muốn nó làm kinh doanh, suốt ngày cứ long nhong. Làm sao tôi có thể dám giao sản nghiệp này cho nó được chứ? Chẳng bù cho cái thằng Khôi ha, nó thông minh lanh lợi, cái công ty của mình nó đem biết bao nhiêu hợp đồng về rồi. Ông á, suốt ngày cứ ca ngợi thằng Khôi. Tôi thấy thằng Khôi á, nó không có chút gì là thiệt tình hết đó nha. Mấy cái điểm tốt của người ta bà không ghi nhận, suốt ngày cứ binh vực thằng con trai, biểu sao mà nó không hư cho được. Cái ông này, trời đánh chánh bữa ăn nha. Con nghỉ luôn đi, khỏi ăn gì nữa. Anh ăn xong chưa mà nhìn em chăm chú vậy? Nhìn em giống như cô vợ bé nhỏ của anh vậy đó. Mà sao sáng nay em ghé thăm anh sớm vậy? Chân của em còn đau mà. Em phải đột nhập qua đây bất ngờ như vậy để biết coi sau lưng của em anh có làm gì mờ ám hay không chứ. Nhưng mà anh rất là ngoan, cho nên em thưởng cho anh bữa ăn sáng nay đó. Mà công nhận
Người yêu của anh nấu món nào cũng ngon hết. Vậy em có đủ tiêu chuẩn làm vợ của anh chưa? Hả? Tiêu chuẩn làm vợ hả? À, cái này phải luyện thêm 3 năm nữa. Cái gì mà tới 3 năm lâu vậy? Anh có biết năm nay em bao nhiêu tuổi rồi không? 3 năm nữa anh muốn em thành cô già luôn hay sao? Sao tự nhiên em gây áp lực cho anh vậy? Từ trước tới giờ em đâu có nhắc tới chuyện cưới hỏi. Không phải mục tiêu trước mắt chúng ta là chuyện trả thù hay sao? Nhưng mà em không muốn mất anh. Em muốn ở bên cạnh, chăm sóc cho anh, chia sẻ với anh. Em muốn có một gia đình riêng với anh, mà không phải tranh giành với bất cứ ai hết. Anh hiểu mà. Vì một thời gian dài quá lâu chúng ta mới gặp lại nhau, đã vậy còn xảy ra biết bao nhiêu chuyện, em bất an cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chúng ta cần phải có thêm thời gian. Chúng ta phải hoàn thành mục tiêu. Và chúng ta phải kiên nhẫn. Đúng không? Hôm nay em ghé thăm anh sớm, thực sự anh rất bất ngờ. Nhưng mà bây giờ anh cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Em xin lỗi. Thật sự em chỉ muốn qua nấu đồ ăn sáng cho anh thôi. Em không muốn tạo bất cứ áp lực gì cho anh hết. Nhưng mà không hiểu tại sao, sau khi mất con rồi, tâm lý của em thay đổi bất thường. Em cảm thấy bây giờ em rất là kỳ lạ. Em phải làm sao đây anh Khôi? Anh xin lỗi em, anh vô tâm quá. Nếu như em thấy không ổn, chúng ta đi gặp bác sĩ tâm lý nha. Em không có đi đâu hết á. Chỉ cần anh ở bên cạnh em, anh yêu thương em, anh đừng lạnh nhạt với em, anh đừng vì trách nhiệm mất con mà ở bên cạnh em. Em không muốn gì em mà anh phải khổ sở đâu. Em đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Dự án mới bắt đầu thôi, còn biết bao nhiêu chuyện cần giải quyết. Anh đang đau đầu để tính toán từng cái đây nè. Vậy là anh không giận, không lạnh nhạt, không xa lánh em đúng không? Em là động lực của anh, để cho anh phấn đấu mà. Em đừng có suy nghĩ tự ti như vậy. Ánh tuyết mạnh mẽ, tự tin của anh đâu rồi? Tất cả cũng tại cô ta. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy là máu em cứ nóng lên. Em muốn cào cấu cô ta, nhưng mà em phải nhẫn nhịn. Ai cũng phải nhẫn nhịn hết. Em an tâm đi, anh sẽ bảo vệ em. Không ai được làm em tổn thương. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì em, vì cuộc sống của chúng ta sau này. Em phải cố lên. Chúng ta phải cố lên để đạt được mục đích cuối cùng của mình. Bằng bất cứ giá nào hả anh? Ừ, chúng ta phải làm được. Anh sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về anh, và em sẽ là người được hưởng nó. Nghe lời anh, hãy cố lên. Em thật là may mắn khi có anh ở bên cạnh. Không có anh, em không biết phải làm sao. Em làm nhanh rồi đưa cho chị ký nha. Dạ. Chị Tuyết hôm nay đẹp quá ta. Bộ phòng mình sắp có chuyện vui hả chị? Tụi em làm xong việc sớm giao cho chị ký là chị vui rồi. Nhiều việc quá chị ơi. Một mình em á phải làm việc của 2-3 người luôn đó. Ừ, đúng rồi đó chị. Tối qua em còn phải tăng ca nữa. Chưa hết nha. Chưa xong việc em còn phải đem về nhà làm nữa đó. Chị Tuyết mới nhận chức nên khí thế làm việc hừng hực ha. Tụi em á chạy theo không kịp luôn đó. Tụi em hiểu cho chị là chị vui rồi. Dự án của chúng ta là dự án trọng tâm mà. Với lại chị muốn là các em phải làm sao cho dự án này càng nhiều người biết càng tốt. Mà tụi em yên tâm đi, nếu như mà dự án này thành công, chị sẽ không để cho mọi người thiệt thòi đâu. Dạ, gì chứ lời của trưởng phòng kim con gái của tổng giám đốc nói thì tụi em phải tin chứ. Chị nhớ nói với tổng công ty á là thưởng cho phòng mình nhiều nhiều nha. Rồi, tôi biết rồi mấy cô. Bây giờ như vậy nha, em hỏi tất cả mọi người muốn ăn gì thì em đặt cho mọi người đi. Chiều nay mà ai tăng ca muốn ăn gì thì cứ đặt đi, rồi quá đơn thanh toán gửi về cho chị, được chưa? Dạ. Rồi, làm việc đi. Dạ. Xin
Xin chào tất cả mọi người. Dạ, tổng giám đốc. Mọi người cứ ngồi xuống làm việc đi. Hey, hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người con gái của tôi, Hoàng Oanh. Xin chào mọi người, em là Hoàng Oanh, là nhân viên mới. Mong mọi người giúp đỡ. Sau này có việc gì á, mọi người cứ giao cho em nha. Em không có ngại việc nhỏ đâu. Nghe nói là chị học thạc sĩ bên Mỹ đúng không? Vậy là tụi em phải học hỏi chị nhiều rồi. Dạ không có đâu, em chỉ biết học thôi à, chưa có kinh nghiệm gì hết. Cho nên có việc gì cần phụ á, mọi người cứ giao cho em đi. Em nhận hết á. Ba, con nói với ba rồi, ba để trưởng phòng nhân sự đưa con đi giới thiệu mọi người là được rồi. Vậy mà ba không chịu, đó đích thân đưa em sang đây để gửi gắm cho chị á. Chứ sao? Vậy thì còn ai hạnh phúc bằng em nữa chứ. Em có biết là ngày đầu tiên khi chị mới bước vô công ty á, ba cũng đưa chị đi chào hỏi khắp nơi như vậy nè. Nhưng mà đặc biệt, ba nói với mọi người là không được nương tay với chị nữa đó. Chứ không phải là đưa em tận tay giao cho chị, gửi gắm chị như vậy đâu. Có hơi bị thiên vị không ba? Nè, hai chị em đó nha, không có được ganh tị với nhau. Nè con, dạ. Tại ba thấy con là người có nhiều kinh nghiệm thực tế, cho nên ba muốn con phải hướng dẫn cho Hoàng Oanh một cách tận tình. Chỉ cần Hoàng Oanh gần bằng con thôi là ba cũng chịu nữa. Ba yên tâm đi, chị Ánh Tuyết giỏi như vậy thì chắc chắn là khi mà chị hướng dẫn con thì con cũng sẽ thành công giống như chị. Với lại chị Ánh Tuyết không đời nào để học trò giỏi nửa giờ đâu, đúng không chị? À mọi người ơi, dự án này rất là quan trọng, cho nên tất cả mọi người cố gắng nha. Dạ. Cố gắng nha con. Dạ, con biết rồi. Oanh. Dạ. Chị sắp chỗ này cho em á, chịu không? Cảm ơn chị chu đáo quá à. Nhưng mà chị nói nè, em dù sao cũng là con gái của tổng giám đốc, lại học thạc sĩ ở bên Mỹ về. Mình có khiêm tốn nhưng cũng phải giữ cho mình một chút tự cao, chứ không phải là chuyện gì cũng nhận về mình hết. Đừng có sao đâu chị, em chưa có kinh nghiệm mà. Giờ không nhận việc nhỏ thì làm sao mà có kinh nghiệm để làm những việc lớn. Với lại em đã hoàn thân phận con gái tổng giám đốc ở nhà rồi. Bây giờ em chỉ là Hoàng Oanh, nhân viên mới, kinh nghiệm bằng không, thực tập 2 tháng, nếu không đạt, thử lại. Cái này là do cô nói đó nha. Dạ. Công tư phân minh như vậy, sau này đừng có mét với ba với bà nội là tôi ăn hiếp cô nha. Trời ơi, chị coi em là cái gì vậy? Em có phải là con nít đâu mà chưa cho mét. Vậy bây giờ thì chị giao việc cho em nha. Dạ. Em lên mạng tổng hợp hết những ý kiến, những bình luận của tất cả mọi người về sự việc là đại thiếu gia của Nam Thiên cầu hôn ái nữ của Hà Giang cho chị. Tại vì chị muốn biết phản ứng của mọi người về sự kết hợp của hai tập đoàn của mình trong thời gian gần đây như thế nào. Cái vụ cầu hôn của anh hai với chị Hải Yến á hả chị? Ôi, sao cái vụ màu mè đó chị kêu em theo dõi làm chi? Em nói như vậy không đúng, bởi vì sự việc đó cũng ảnh hưởng tới tập đoàn của mình đó. Làm đi. Em biết rồi, em sẽ làm bài báo cáo rồi gửi cho chị. Ủa, tập tài liệu hồ sơ đâu rồi ta? Mời. Xin chào trợ lý giám đốc Sơn Phong. Em là Hoàng Oanh, nhân viên mới của phòng marketing. Sao, thèm chuyên nghiệp không? Ra giấy nhân viên trong phòng không? Lần sau muốn gõ cửa, chỉ cần gõ nhẹ 3 tiếng. Khi được mời vào, nên nán lại vài giây, rồi mở cửa. Muốn trình bày gì, thì phải đóng cửa lại rồi mới nói. Lúc trao đổi công việc, cần nghiêm túc. Khi trình bày, ngắn gọn, xúc tích, đúng chủ đề. Nếu có gì thắc mắc, cứ nêu lên ý kiến. Đừng có đứng ngây ngô ra đó làm gì. Làm người nói khó chịu, bối rối, không biết làm gì tiếp theo. Anh vỡ mặt với em á hả? Em có biết không, mặt em lúc nãy á, ngu nghê mắc cười lắm luôn đó. Anh dám lấy em ra làm trò đùa, có tin là em nói ba với anh hai trừ luôn anh không? Đề nghị nhân viên, không cậy mình có ô dù và người quen chống lưng để ăn hiếp người khác. Giỡn hoài, giỡn hoài. Sao em dữ quá vậy? Ai bị anh giỡn hoài chị? Cũng tại em hết. Em kêu anh dạy cho em những nguyên tắc và tác phong khi làm việc ở công ty, thì anh dạy cho em thôi. Anh nói cho em biết nha, còn 9981 nguyên tắc anh chưa nói với em đó, tí nên chuyển file cho. Anh nói thiệt luôn á hả? Làm gì nhiều dữ vậy? Em tưởng anh giỡn với em hả? Công ty càng lớn, môi trường làm việc càng chuyên nghiệp, hệ thống từ trên xuống dưới phải đồng bộ với nhau, quy trình phải thống nhất, chặt chẽ. Như vậy công việc mới trôi chảy chứ.
Thôi được rồi, đừng có nói nữa. Anh nói như là bắn rác vậy, làm sao mà em lót kịp. Mời qua đây, tới giờ khảo bài. Trời ơi, vô tới ai khổ với em luôn á. Đi học xong về đi làm tưởng là hết kiếp phải học bài rồi trả bài rồi. Ai ngờ những phút phải học bài trả bài hoài. Học nữa, học mãi đó chị ba. Ê, bây giờ em là chị Tư nha, chị Anh Tiếp này là chị ba. Học, em phải là Út. Chứ em không muốn ba em lại đưa về thêm chị Năm, anh Sáu gì nữa đâu. Em hay quá ha. Ba em mà nghe được á, ba của em cạo đầu không đó. Vì cái tội dám dạy nhân viên của mình cà kỳ xét đổng. Sao? Học tới đâu rồi? Tập đoàn Nam Thiên xuất thân là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Thiên, có chủ tịch hội đồng quản trị là bà Trần Thị Minh, tổng giám đốc là ông Nguyễn Hoàng Nam, giám đốc kinh doanh là ông Nguyễn Hoàng Thiên. Nè, dạ. Anh kêu em giới thiệu về công ty chứ không kêu em giới thiệu gia phả của nhà em. Điều đầu tiên khi làm việc, dù công ty đó lớn hay nhỏ, chúng ta phải biết rõ nơi mình đang làm việc. Em biết rồi, nhưng mà tại vì mấy năm nay em đi du học á, đâu có nắm rõ tình hình của công ty đâu. Mà anh làm như anh giỏi lắm á. Anh có giỏi á thì anh học thuộc lòng hết cái cuốn này đi. Mở ra trang 5 phần 2. Văn hóa ứng xử của tập đoàn Nam Thiên thì đồng nghiệp chính là những người thân, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong công việc. Vì vậy, trong lúc làm việc và giao tiếp cùng nhau phải thể hiện sự tôn trọng thông qua thái độ cởi mở, thân thiện, đối xử bình đẳng và đặc biệt không vụ lợi nhau. Wow, good job, amazing. Anh thuộc hết được luôn đó hả? Cử nhân kinh tế còn thuộc được thì huống hồ gì thạc sĩ du học Mỹ nha. Anh đừng quên anh chính là gia sư của thạc sĩ du học Mỹ á. Vì câu nói này, anh tha cho em bữa nay không tính điểm. Sao? Sáng nay làm việc sao rồi? Thì em đang làm cái khảo sát truyền thông cho cái chuyện mà anh hai nè cầu hôn con gái của chủ tập đoàn Hà Giang đó. Anh Tuyết giao cho em báo cáo chuyện đó hả? Uh-huh. Ủa? Chuyện này chìm lâu rồi mà. Trên mạng thiếu gì chuyện hot? Em cũng không biết nữa, thì chỉ kêu em làm thì em làm thôi. Nhưng mà nhờ em làm cái khảo sát đó mà em mới biết được là rất nhiều tình sự của chị dâu tương lai của em nha. Ánh Tuyết đó tính gây chia rẽ nội bộ sao? Hoàng Quanh mới về vài hôm, cô ta đã kéo về phe mình rồi. À, anh xong việc chưa? Đi ăn trưa không? Em mới vô công ty, đi ăn trưa mình buồn dữ lắm. Anh bao em luôn. Thiệt hả? Ừ. Mà trước tiên á, em ra ngoài đi, cho nói chuyện điện thoại xíu, một lát anh ra sao. Ok, về lại lên nha. Ừ. Ông đang ở đâu vậy? Ôm cái đống hồ sơ ông để trên bàn tôi đi giải quyết nè. Trời ơi, thì ra là ôm cái mớ hồ sơ đó, làm kiếm đừng chết à. Tính tạo bất ngờ cho ông mà sao ông hào hứng gì vậy cha? Nè, có chuyện hay để nghe rồi nè. Anh. Ừ, anh hai. Cô ra đây với tôi. Có chuyện gì vậy? Ấy. Cái gì vậy anh hai? Có biến. Cô làm cái trò gì vậy? Anh làm cái gì anh hai? Báo cáo marketing em đã giao cho ba rồi mà. Là cô kêu Hoàng Anh viết báo cáo về vụ cầu hôn của tôi đúng không? Mấy bài báo lá cải trên mạng, mấy cái tin nhắn bẩn thỉu trên mạng, cô đưa đó đọc để làm gì? Thì em chỉ giao việc cho Hoàng Anh thôi. Hoàng Anh cần hiểu về vấn đề truyền thông liên quan tới công ty của mình. Con bé mới học việc thì cần phải biết chứ. Tôi nói quả thật không sai. Đúng là mẹ nào con ấy. Hai mẹ con cô đúng là phù thủy. Làm chuyện xấu sau lưng tôi, cô chết chắc rồi. Anh hai, anh có thể không thích em, anh có thể nặng lời với em, nhưng anh tuyệt đối không được xúc phạm tới mẹ em như vậy. Và lại,
Anh nghĩ coi, nếu như mà em làm như vậy thì em có lợi gì chứ? Nó cũng đã qua rồi mà. Chuyện qua rồi. Vậy cô để nó qua chưa? Cô cho bé Quang đọc mấy cái bài báo đó để nó hiểu lầm Hải Yến. Muốn chia rẽ anh em tôi hả? Cô nằm mơ đi. Tôi nhắc lại lần cuối cho cô nhớ, đừng bao giờ làm chuyện gì xấu xa sau lưng tôi. Nếu mà cô còn làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới Hải Yến, một chút tình cảm anh em rơi rớt cuối cùng, tôi cũng không để mặt ai đâu. Chị, có chuyện gì mà anh hai em giận dữ vậy? Chưa bao giờ em thấy anh hai em giận vậy luôn á. Thì là chuyện báo cáo chị giao cho em làm đó, nó có liên quan tới Hải Yến. Anh hai nghĩ là chị muốn chia rẽ tình cảm của hai người. Sao mà anh hai em vô lý dữ vậy? Em không ưa chị Hải Yến chứ đâu có không ưa anh hai em đâu. Thôi, tại vì anh có ác cảm với chị rồi, bây giờ chị có làm gì thì anh cũng nghĩ chị là người xấu xa thôi. Không sao đâu. Dạ, mình cần tìm sản phẩm như em tư vấn cho chị. Chị chờ tôi một chút nha, để tôi hỏi ý người quen cái đã. Dạ, có gì chị gọi em. Dạ. Có gì không em? Em đang chọn quà sinh nhật cho mẹ anh đó. Lần đầu tiên về nhà ra mắt cho nên em cũng lo lắm. Ở đây nhiều loại quá à, cho nên em khó chọn. À, thì em thích gì em mua đó. Em chọn quà cho mẹ anh mà. Anh rảnh á, ra đi chọn với em để cho phù hợp với ý mẹ. Anh cũng không có biết mẹ thích cái gì nữa. Mà mẹ nói với anh á, là mẹ chỉ muốn làm trong nhà thôi à. Mẹ không có thích làm rình rang ở bên ngoài. Mẹ lớn tuổi rồi, mẹ không muốn ồn ào đông đúc. Sao anh nói là sẽ tổ chức một bữa tiệc tiệc là lớn cho mẹ mà. Rồi sẵn tiện á, còn giới thiệu Ánh Tuyết cho giới kinh doanh. Đó họ biết nó là ai, nó đang ở vị trí như thế nào. Giờ lại nói là chỉ làm trong nhà thôi. Rốt cuộc mẹ con em có được mời không vậy? Ừ, thì mẹ có nói á, là cho Ánh Tuyết đến. Nhưng mà em thì... Em à, nghe anh nói nè. Tại vì mẹ kêu anh đón Lệ Bình về mừng thọ mẹ. Mà có Lệ Bình thì làm sao mà anh đưa em tới được. Lỡ Lệ Bình nhận ra em, rồi cô ấy làm cái gì hại đến em thì sao? Ánh Tuyết á, thì Lệ Bình không có nhớ mặt. Lại là cô ta nữa hả? Được rồi, anh tự quyết định đi. Alo. Bà già này còn muốn gì nữa đây? Hả? Muốn đoàn tụ sao? Đoàn tụ với một người điên à? Thà đoàn tụ với một người điên chứ không để cho mình đến mừng thọ bả sao? Ngày đầu tiên em đi làm, chị sẽ tặng cho em. Sau này em cũng cần những bộ trang phục như vậy để đi gặp khách hàng á. Trang phục là một vũ khí lợi hại để mình ghi điểm trước mặt khách hàng đó, anh biết không? Ừ, tuy không phải là phong cách của em nhưng mà mọi việc cứ nghe theo chị đi. Đúng là chị dạy dặn kinh nghiệm có khác ha. Tuy tuổi đời bằng nhau nhưng mà kinh nghiệm thì em thua xa chị. Em chịu khó đi theo chị học việc thì sớm muộn gì em cũng qua mặt chị thôi. Chưa kể là sau lưng em còn có một quân sư là Xuân Phong, lúc nào cũng hỗ trợ cho em nữa kìa. Thôi thôi thôi, chị đừng có nhắc đến ổng nữa. Ổng có suốt ngày hành em thôi à. Để mà kể tội ổng á hả? Chắc em kể từ hôm nay đến ngày mai còn chưa hết. Trời ơi, đang kể tội người ta đó hả cô bé? Cái gì mà ánh mắt lấp lánh đầy yêu thương giống như là đang nói về người yêu của mình vậy? Chị ba này kỳ quá à, nhộng em hoài à. Em mới gọi chị là gì?
thì em gọi chị là chị ba. Anh hai rồi đến chị ba. Gọi em Út, Út cưng của cả nhà. Vậy thì bây giờ chị ba sẽ dắt Út cưng đi mua quần áo, rồi sau đó mình sẽ đi tìm quà để mừng thọ cho nội luôn nha. Giờ này vẫn còn làm việc sao anh? Phải, anh chỉ làm báo cáo để ngày mai đưa cho ông Hà gặp khách hàng. Cuối tuần mà bên đó vẫn làm việc hả anh? Tại vì khách hàng ông Hà nội 3 giờ, đúng lịch trình là chỉ đi gặp họ một chút xíu thôi. Nhưng mà anh chỉ viết báo cáo. Bây giờ ông Hà ra mặt gặp hầu hết các khách hàng rồi. Cũng đúng thôi, anh mới quỷ hôn với Hải Yến, giờ ông ta lại sắp có rễ quý nữa. Cũng may là anh còn dự án đăng khôi nên ông ấy mới giữ chân anh lại. Nhưng mà em nghĩ anh cũng nên tính đường khác đi. Ông ta cũng ghê gớm lắm, muốn nắm trong tay Nam Thiên. Bây giờ lại có cơ hội kết nối thông gia, dễ gì ông ta bỏ qua. Muốn lấy Nam Thiên của em hả? Ông ta vốn đã đa nghi, anh lại là cánh tay đắc lực của ông ấy, ổng còn muốn phế anh thì bây giờ làm sao ổng đấu nổi chứ. Em nói cũng đúng, ông ta quả nhiên đúng là con cáo già. Anh đi theo ông ta bao nhiêu năm nay vẫn chưa nắm hết được những gì ông ta muốn làm. Để coi sắp tới ông ta muốn làm gì, hay là chỉ biết lợi dụng con gái của mình. Sáng nay để quý của ổng còn dằn mặt em không được đụng tới Hải Yến nữa đó. Xem ra chuyện Nam Thiên và Hà Giang sẽ kết thông gia với nhau sẽ sớm thôi. Em nghĩ là anh cũng qua Nam Thiên đi. Em sẽ nói với ba một tiếng để em vào công ty. Đến lúc đó anh sẽ dễ dàng thu tóm Hà Giang hơn là ở đó làm trâu làm ngựa. Để anh nghĩ đã. Mà nè, hình như ngày mai em về mừng thọ bà nội đúng không? Dần dần rồi thì bà nội em cũng chấp nhận em. Anh thấy kế hoạch của em trôi chảy hơn chuyện của anh đó. Cũng tại em bất cẩn làm cho anh thay đổi kế hoạch. Em đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa. Sức khỏe và tâm lý mới vừa ổn định lại chút xíu, nghĩ nhiều thêm buồn. Ngày mai em sẽ về mừng thọ nội. Còn mẹ em thì không biết là bà nội có cho tới không. Phần đó để ba em lo. Đó, anh thấy mấy người lăng nhăng khổ không? Ba em tới tận bây giờ mà còn phải đứng ở ngã ba đường không biết chọn ai nữa đó. Mà em lo làm cái gì? Bây giờ em về Nam Thiên làm rồi, rồi cũng được bà nội em dần chấp nhận em. Mẹ em cũng muốn như vậy mà. Nói thiệt là tới tận bây giờ em không biết là mẹ em muốn gì nữa. Lúc thì mẹ em muốn cái này, lúc thì mẹ em muốn cái khác. Em thật sự không hiểu mẹ em luôn. Năm nay nó muốn làm tiệc chay, cho nên là bao kế hoạch của bé Oanh bị phá sản hết. Nội từng này tuổi rồi, món ngon vật lạ thì cũng đã thử qua rồi, tiệc tùng cũng giữ nhiều rồi con. Lúc này nội chỉ mong sao mà con cháu quay quần chung quanh đầm ấm. Chứ còn ngày hôm nay mà sát sanh nữa, nội hơi sợ. Nội, nội sắp tu thành chánh quả rồi đắc đạo thành tiên luôn đó nội. Sao nay tới sớm vậy? Dạ còn tới nước bé Oanh đi lấy bánh kem. Con bé đều đi sớm để lỡ có sai sót gì thì còn sửa được. Nhờ có con đó mà bây giờ nó mới chú ý từng chút cái này cái kia cái nọ. Trời ơi, mai mốt mà con đi lấy vợ rồi nó làm sao con? Ai cho anh Phong lấy vợ nội? Con chưa có lấy chồng là anh Phong không có được lấy vợ. Tại ảnh mà con ế đó nội. À, vậy thì giờ nội có cái đề nghị gì nha? Dạ. Hai đứa tụi bay lấy nhau đi. Nội, ủa cái gì mà cùng la đồng loạt vậy? Thì con lấy nó là con hết ế, còn nếu nó lấy con thì nó giữ luôn được cái nghề gia sư chứ có gì đâu. Nội, nội Hoàng Thi mà nghe được, con với nó hết tình anh em đó nội. Sao vậy? Bộ đời không biết nguyên tắc con trai chơi thân với nhau hả? Đó là không được tơ tưởng chị em gái của bạn mình. Với lại con không lấy anh Phong làm chồng đâu, không có ưa nhau. Hay quá bạn ơi, mãi mãi là anh em. Con nói nội nghe, thằng bạn con nó có bao nhiêu tật xấu
Con em của con có bao nhiêu tật xấu, hai đứa nó biết gì nhau hết. Mãi mãi tụi nó không bao giờ cưới nhau được đâu. Không lẽ bây giờ mỗi lần mà con rủ bạn con đi chơi, đi bar, con phải xin con em con hả? Làm người ai làm vậy nổi? À, có nghĩa là mai mốt mà con có vợ đó, mà con đi bar đó, là vợ con không có cho con đi bar phải không? Rồi con giận phải không? Vậy thì con đừng có bao giờ con để cho con Yến nó buồn nha. Bà nội nói trước nha, con mà làm cho Hải Yến nó giận con á, bà nội tự con trước luôn á. Nội à, con mới là cháu đứa tôn của nội đó. Nội có thể bớt thiên vị cháu dâu được không? Chỉ cần có một đứa chắc tương lai thôi là con sẽ xuống vị trí thứ hai. Anh nghe chưa? Anh có hạn sử dụng đó, mà sắp hết đát rồi. Ê, về nhà chơi nhiêu đó được rồi. Không mấy mình đi du học tiếp đi. Mai mua vé máy bay cho đi du học cho bớt nhiều chuyện nha. Còn phiền. Thôi, nội nói vậy con cũng hiểu thân phận của con rồi. Bây giờ con sẽ lập tức đi đón mẹ của các chắc tương lai của dòng họ Nguyễn Hoàng về đây cho nội được chưa? Con nói vậy nè, bà nội chỉ cần chắc tương lai thôi. Bà nội không cần quà, cho nên không đem quà cáp tới ha. Ok nội. Trời đất ơi, cái thằng làm màu làm mè ghê luôn nội. Thôi nội, con đi lấy bánh kem nha. Ừ. Đi, anh ngồi đó không chuyện hoài. Đi, lẹ lên, trễ giờ dạ, rồi nè. Dạ, con đi nha nội. Anh đang nghe cô nội có nói với anh trai của em là nên từ bỏ cái quan điểm không được yêu em gái hay chị em gái của mình không? Có. Dạ. Nội sẽ nói nó dẹp cái suy nghĩ là làm lỡ duyên người khác đi. À, dạ, đâu có gì đâu nội. Thảo Lan không à, đi. Dạ, con đi nha nội. Đi, lẹ lên. Chiều nay là tiệc mừng thọ của mẹ. Chắc mẹ vui lắm. Sống tới từng tuổi này, chỉ cần con cháu đầm ấm xoay quanh mẹ, cháu thì mẹ vui rồi đó. Nhưng mà còn con thì... Mẹ à, lát nữa anh Tuyết nó đến, mẹ cũng đừng gây áp lực cho nó quá. Nó cũng muốn mẹ vui khi gặp nó. Mẹ biết không, anh Tiết và Hoàng Oanh, hai đứa nó rất là hợp nhau. Việc ở công ty, anh Tiết nó hỗ trợ cho Hoàng Oanh rất là nhiều đó mẹ. Anh Tuyết là con của con, mẹ chấp nhận. Về chuyện tình nghĩa thì là như vậy mà. Nhưng mà dâu á, thì mẹ chỉ nhận có một thôi. Con muốn làm gì thì làm. Làm sao mà con nhìn thấy là đúng á, thì con làm. Lát nữa con sang bên đó đó. Bà đến đón mẹ chưa? Chưa. Bà nói bà nội để cho bà tự quyết định chọn mẹ hay là người đàn bà độc ác kia. Vậy thì mẹ chờ coi bà có đến đón mẹ không nha. Còn qua đó đó, nhớ thể hiện mình nha. Chuyện gì nhịn được thì cứ nhịn, thiệt thòi một chút nhưng sẽ tốt cho sau này. Mà nếu như mà ba không đón mẹ, mẹ cũng nhịn một chút nha. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ thay thế mẹ thể hiện luôn vị trí của hai mẹ con mình. Sao vậy? Không muốn xa em hả? Ngủ thêm một chút nữa đi. Hôm nay là ngày quan trọng, em không đến trễ được đâu. Mỗi sáng thức dậy được thấy em, anh thật là hạnh phúc. Không muốn xa em hả? Không muốn xa em á, thì dậy thay đồ rồi đi em qua đó đi. Hoàng Thiên với Hoàng Oanh cũng mời Hải Yến tới nữa đó. Em dám đưa thì anh dám đi à? Giỡn thôi. Anh mà tới đó là có một màn kịch hay để xem luôn á. Thôi, anh yêu ngoan ngoãn ở nhà, đợi em thể hiện nha. Thôi mà, để em đi, không thôi là trễ á. Ăn trái cây nè. Ông làm gì mà ông gặp tôi, ông tắt cái điện thoại liền vậy? Thì dùng xong thì tắt thôi. Ông á,
Ông mà làm gì khuất tất sau lưng tôi là tôi không có để cho ông yên đâu nghe. Thôi đi bà ơi, già hết rồi. Bây giờ tôi chỉ lo cho công việc thôi. Làm sao công việc vững chắc rồi sau này kiếm người thừa kế. Hơi đâu mà nghĩ mấy cái chuyện tào lao không à. Ai biết được, trẻ không chơi, già đổ đốn thì sao? Nói tầm bay tầm bạ không à. Nè, lát nữa tôi đi công chuyện, bà chuẩn bị cho tôi một ít tiền đi. À, mà nhiều nhiều một chút nha. Ông đi đâu? Đi gặp đối tác hả? Chuyện của tôi bà hỏi làm cái gì? Còn Yến chưa xuống hả? Đang thay đồ. À, nhà bà Minh á đãi tiệc trai, cho nên mới không mời vợ chồng mình. Với lại con Yến cũng sắp làm dâu nhà đó rồi mà. Bên đó không mời thì cũng tốt thôi. Ha, mình đi thì đối tác sẽ so kè. Mình được đi mà đối tác không đi. Mà nếu mình đi với tư cách là thông gia thì cũng không được. Tại vì tụi nó cũng chưa đám cưới gì hết đó. Thôi cứ để Hải Yến nó đi đi. Nó sẽ đi với tư cách là bạn gái của thằng Thiên. Ông á, lúc nào cũng nhìn xa trông rộng thấu đáo. Còn tôi thì... Bà lo kiếm dâu cho Hà Giang đi ha. Con Yến nó sắp yên bề gia thất rồi. Còn thằng Tùng á, nó cứ lông bông hoài. Trời ơi, sao con ăn mặc đơn giản quá vậy? Trời, con mặc như vậy mà còn đơn giản nữa hả? Đi mừng thọ chứ đâu phải đi đám cưới đâu mẹ. Với lại hôm nay bà nội của Hoàng Thiên mới là nhân vật chính mà. Con nói gì vậy? Nhà bên đó có hai bà cô. Con mà mặc đồ chìm kiểu này á là bị bên đó bắt nạt. Mình phải cương quyết, cứng rắn lên. Nổi bật ngay từ lần đầu tiên, đi dằn mặt bên đó. Alo. Biết rồi, tôi đang ra. Đẹp cái đầu anh ấy. Trời, cái con này. Con nói chuyện với chồng sắp cưới của con vậy đó hả? Bây giờ là còn yêu nhau, còn trẻ cho nên nó cưng chiều con. Mai mốt nó cưới về ha, mà ăn nói kiểu đó nha, nó đánh cho cái mỏ sưng lên đó. Thôi ba mẹ con đi nha, trễ rồi, bye bye ba mẹ. Nói tới là lãng đi. Con gái của bà mà. Bà dạy làm sao nó y vậy à? Làm như cái nhà này không cãi tôi là chịu không nổi gì vậy. Mệt bà quá. Ủa gì kỳ vậy trời? Tôi nói có sai đâu. Hễ mà cái nhà này tôi mở miệng lên là bỏ đi hết trơn à. Lạ lùng thiệt chứ. Đợi lâu chưa? Wow. Mặc váy mặc đầm đồ nhìn cũng dịu dàng thùy mị quá ha. Phải vậy chứ. Mai mốt bớt mặc mấy cái áo thun quần jean giày ba ta đi, nhìn y như là con trai vậy. Ông nghĩ sao vậy? Tôi hả, làm phóng viên mặc đầm mặc váy thì làm sao đi tác nghiệp được. Thì mai mốt đi hẹn hò với tôi mặc y vậy đi, cho nó ra dáng là đại tiểu thư của nhà Hà Giang. Nó vậy mới xứng đôi với là cậu cả là đại thiếu gia được chứ, đúng không? Thôi bớt nói tào lao đi. Sẵn lát nữa chở tôi đi mua quà cho bà nội nha. Tôi bận việc quá cho nên là chưa có mua được. Bà nội nói với tôi là bà nội không cần tặng quà, chỉ cần cháu dâu của bà nội sớm sớm tặng cho bà nội mấy đứa chắc để bà nội ẵm bồng là đủ rồi. Thôi bớt đi, chỉ có ông mới nói như vậy chứ bà nội nào nói. Giờ đi chưa? Đi. Trời ơi. Cảm ơn. Làm gì vậy? Tôi thề là bà nội tôi nói vậy thiệt nha. Cô không tin cô đi hỏi thằng Phong với lại con Quanh em tôi đi. Cô tuổi con cua hay gì mà cô ngang ngược quá vậy. Dù sao tôi cũng là lá ngọc cành vàng của Nam Thiên đó nha. Còn tôi á là kim cương hột xoàn của nhà Hà Giang đó. Anh mà lộn xộn cho chỗ lỗ đầu bây giờ. Chắc tôi sợ cô à. Giờ có đi không? Đi. Trà sữa của em nè.
vậy? Sao không chở em về, tưởng chở em ra đây à? Bánh kem chạy hết rồi sao? Thì lâu lâu mới có dịp ta cùng Duy ngồi chơi chút. Mà nè. Hả? Anh tưởng em mua cho nội là bánh kem 80 tầng chứ. Anh nghĩ sao vậy? Cái bánh kem bự vậy rồi thêm em nữa sao anh chở nổi? Cả thế giới anh chở còn nổi nữa nè. Anh đó, y hệt cho anh trai của em. Nào không cần gỡn, cần rỡn. Biết khi nào là thiệt, biết khi nào là giả. Em nghĩ nó thiệt, nó sẽ thiệt. Em nghĩ nó giỡn, nó sẽ giỡn. Do em lựa chọn hết đó. Không thèm nói với anh nữa. Ba anh gọi. Con nghe nè ba. Sao sáng giờ cậu ba không được vậy? À, hôm nay ba mệt nên ngủ quên. Con tới nhà bà Minh chưa? Dạ con ghé rồi. Đang chờ bé Quanh lấy bánh kem nè. Khi nào bà tới? Hôm nay bà không được khỏe, chắc không tới được. Để ba gọi xin kêu cho bà ấy. Có gì con thay ba nói thêm vào nha. Năm nào ba cũng dự mà. Năm nay sao lại vậy? Thôi ba đi nghỉ ngơi đi. Con tới đó thì tốt là được rồi. Dạ. Ba giờ này bị sao vậy không biết. Ngày càng làm những chuyện khó hiểu. Ba làm sao vậy? À, ba nói mệt, không có dự được. Để một lát nữa anh lựa lời nói chuyện với nội. Ngày vô chắc nội không giận đâu. Mà nè, ba của anh chứ phải ba của em đâu. Kêu ngọt xớt vậy? Ủa chứ nội của em chứ phải nội của anh đâu. Mắc gì em kêu nội ngọt xớt vậy? Thì anh là bạn thân của anh hai của em, thì cũng giống như anh em rồi. Thì em chỉ em gọi ba là chuyện bình thường, có gì đâu lạ. Mà anh nữa, mua xe hơi đi. Nhìn anh cũng bảnh tỏn đẹp trai, vậy mà ế mốc ế meo. Nói thiệt với anh nha, giờ không có đứa con gái nào chịu đi xe máy giống như em đâu. Cô hay quá cô. Tôi đang lo tiết kiệm để trả góp căn nhà đó. Bây giờ mà không có nhà, ai mà thèm cưới. Đâu phải sinh ra từ vạch đích như hai anh em của em đâu. Mặc dù sinh ra là vạch đích, nhưng mà trước giờ em cũng tự lập vậy. Anh chớ mắt lên mà coi, em sẽ tự mua nhà bằng sức của em. Được, anh chờ đó. Ôi về lẹ đi chạy bánh kem của em bây giờ. Đi, lẹ lên. Đi. Giờ mình phải làm sao cho vẹn cả đôi đường đây? Bằng tuổi này mà mình cũng chưa thể quyết định được chuyện hạnh phúc của bản thân. Đáng lẽ ngày đó mình nên dừng lại với cả hai người để không ai phải đau khổ. Giờ mình biết phải làm sao đây? Để anh coi. Nè, ra phía trước coi mới được. Đó, đúng rồi. Ok, ngay rồi, được rồi đó. Anh xếp quà lẹ lên mà nội tới bây giờ. Lẹ lên, chụp hình tự sướng với em. Chờ anh chút. Chụp hình lẹ lên, quay quanh chụp hình. Rồi, có hình rồi để em post lên trên mạng. Anh xem món ăn đầy đủ hết chưa? Ok, đủ hết rồi. Đáng lý là em muốn tổ chức tiệc ở nhà hàng 5 sao nhưng mà nội không có chịu. Nhưng mà cũng hên là anh bày trí bàn tiệc rất là hợp với một nhà của mình. Thì sao anh mà xuân phong. Hoàng Thiên về kìa. Thiên. Wow. Sao? Được không? Tươm tất quá ta. Ngon á. Đẹp. Xuân phong làm mà. Hay lắm bạn. Chào anh. Chào Hoàng Quanh. Chào em. Không ưa.